Hello, good morning. Chào tất cả các anh chị em trên sàn kho. Cũng vẫn như thường lệ, vào mỗi sáng thứ năm thì chúng ta sẽ có một cái chương trình kiến thức ngày nay. Mục đích của cái chương trình này là chúng ta học hỏi những cái kiến thức về cái cuộc sống của mình, cũng giống như là thức ăn dinh dưỡng, cũng giống như những cái vấn đề mà kem mỹ phẩm. Nói chung là chúng ta sẽ có một cái chương trình để tìm hiểu về trong uống ngoài khoa do những người professional. Và đặc biệt ở chương trình trong những ngày chương trình đầu tiên nhất á, thì chúng ta vẫn có những cái tiết mục về đặc biệt focus ở trong những cái món hàng mà mình cảm thấy tâm đắc nhất. Chúng ta đã đi qua được Vitality, chúng ta đi qua được Life Hack Nano và cái món gọi đặc biệt về thứ ba nữa đó mà chúng ta cần phải quan tâm, đó là cái nước cốt, cái chai chi tuy. Thì những cái thứ này chúng ta không ở hiện tại bây giờ thì những cái thứ này không có ai mà thể mà lọt qua khỏi được nhà khoa học gia Thùy Trinh. Cho nên tương tự chúng ta cũng sẽ có cái buổi nói chuyện chia sẻ cũng giống như chỉ dẫn cho chúng ta những cái phương pháp, cũng giống như những cái gì đặc tính, ưu điểm, khuyết điểm, bất cứ những cái gì liên quan tới với cái chai nước cốt, cái chai chi tuy ngày hôm nay thì Thùy Trinh sẽ chia sẻ với chúng ta. Chào Trinh. À, xin chào chị Phượng, xin chào tất cả các anh chị trên Common Core hôm nay. Em khỏe ha? Dạ khỏe, còn mới vừa thức dậy cho nên còn hơi lư đừ chút xíu. Em mà không khỏe là tụi chị yếu hết luôn á. Dạ Ok, cho nên rằng là anh Trâm Anh Nhê cũng biết là ngày hôm nay chúng ta lại có một cái buổi thực sự chính thức ngồi xuống để mà có những cái câu hỏi, những cái phân tích mổ xẻ về cái chai nước cốt chi tuy. Thì cái chai nước cốt chi tuy rất là popular ở trong cái cộng đồng, cũng giống như trong cái team công việc của chúng ta, ai cũng biết, ai cũng thích, từ người lớn cho tới con nít. Nhưng mà đôi lúc á, đừng biết không, có nghĩa là chính ngay cả là khi bản thân của chị Phượng cũng hiểu được một cái số những điều cơ bản là thôi, cũng có nhiều ưu tư, nhiều thắc mắc ở trong người lắm. Cho nên là ngày hôm nay có thể nhờ Trinh á để có thể phân tích mổ xẻ cho tất cả anh chị em của chúng ta thấy rõ được những cái chi tiết thật là cụ thể hơn. Thì như Trinh biết á, cái chai chi tuy nó có những cái thành phần kết hợp như thế nào mà tập đoàn Sacmanet đã đặt cho nó cái tên là chi tuy. Xin có thể giải thích cho mọi người để nhiều khi chúng ta cầm một cái chai dùng mà chúng ta cũng phải biết ở trong đó nó có cái gì ra sao và tại sao nó có một cái tên giống như vậy hả Trinh hả? Để trả lời câu hỏi chị Phượng thì mấy cái tài liệu này nếu mà anh chị vào trong cái website của Pharmanex thì nó cũng có. Đại khái như chị Phượng nói, ví dụ mình dùng chai gấc mình đưa cho họ thì họ hỏi tại sao gọi là G3, thì cái căn bản đó mình cần phải biết. Thì cái G3 á, chữ G đó là tượng trưng là nó lấy từ cái chữ gấc ra, thì tiếng gấc, cái chữ gấc tiếng Anh nó không có, nhưng mà nó tiếng Latin thì nó có, cái chữ tiếng Latin thì rất là dài, cho nên mình không cần phải lo, chỉ nói là chữ G3 thì nó phối hợp giữa nước gấc và ba loại trái cây khác, cho nên nó được gọi là G3, tức là trong đó là có trái gấc, trái dứa của vùng Siberia, trái kỷ tử của Trung Quốc, và một trái nữa nó gọi là Rosa Luxemburg, thì có cũng nó là tiếng tiếng Việt em không biết, tiếng Anh nó gọi là Scilly, là bốn loại trái cây chung lại cho nó gọi là G3. Nó lấy chữ gấc ra trước là bởi vì trong đó trái gấc là cái lượng có tất cả cái tổng hợp hóa của tất cả các loại phytonutrition cao nhất, cho nên gấc được đứng đầu theo theo đã theo kế tiếp là ba loại trái cây khác, cho nên được gọi là G3. Và hơn nữa là quá trình nghiên cứu của Pharmanex á, về nước gấc là ba, tổng cộng là 3 năm, trong đó có 3 phòng lab làm về cái project này, cho nên nó gọi chung nó cũng là coincidence, cho nên nó là một sự trùng hợp như vậy mà nó gọi là G3. Thì em nói là 3 phòng lab là như thế nào, có nghĩa là giống như em đưa cái ví dụ của em cho nó dễ nhớ, là tại vì giống như phòng cái project của em là có 200 người, nhưng mà những người pioneer cho cái research của tụi em á, là có 6 phòng lab, thì mỗi một phòng lab thì có vài người. Em không biết là bên đây là bên của Pharmanex thì nó có bao nhiêu, chẳng hạn như phòng lab của em á, là có 3 người, tức là ông boss của em và 2 người nữa, thì mỗi phòng lab là có 6 người. Cái model trong cái model trong cái research của em là one to two model, có nghĩa là ông boss và thêm 2 người nữa, thì tụi em có 6 phòng lab để làm cái project này, trong cái công việc nghiên cứu của tụi em. Còn bên đây khi mà em đọc thấy á, thì là nước gấc là G3, là giống như nói lại là nước gấc cộng 3 loại trái cây khác, 3 năm nghiên cứu của Pharmanex
trong đó là có ba phòng lab để làm cái vấn đề này. Tại vì có nhiều phòng lab lắm, nhưng mà mỗi phòng lab có một cái project riêng, thì cái nước gất này là cho ba phòng lab làm. Bao nhiêu người làm trong phòng lab đó thì em không biết, thì đại khái là như vậy. Ok em, thank you em. Như các anh chị em cũng biết đó, khi mà chúng ta có những cái lời giải thích, khi chúng ta cầm cái chai tặng một người thân, hoặc là cầm cái chai để giới thiệu cho một người bạn bè, nếu chúng ta có những cái lời giải thích nó rõ ràng và nó gây ấn tượng, đó là cũng một cái điều tốt cho chúng ta. Ví dụ chẳng hạn chúng ta cầm một chai chi chi mà chúng ta nói được ở trong trọng nó là cái gì. Vấn đề trong trọng gồm có bốn loại trái cây include luôn nước gất, cho nên chữ chi là lấy từ chữ gất rồi, cộng thêm ba cái loại khác là trái dứa, vùng strawberry, trái kỳ tử, cái mà cái để dành sáng mắt nhỏ nhỏ mà chúng ta hay ăn trong sâm bổ lượng đó, và một trái chili này cũng ở bên Trung Quốc luôn, và cộng thêm nữa là chúng ta vô tình hình nó trùng, nhưng mà một cái sao khi mình make ra cũng rất là nó hay á, là cũng là chúng ta là cái công trình nghiên cứu ra được cái này, ra được cái chai chili ra ngày hôm nay đã phải mất hết 3 năm và đã được nghiên cứu trong ba cái phòng lab lớn. Nên khi mình nói được cái đó nó cũng gây được một cái ấn tượng rất hay ha Trinh Hà. Cảm ơn Trinh rất nhiều. Cho nên nếu như mà giống như lời của Trinh nói, cái chi tuy được kết hợp bởi bốn loại trái cây như vậy, include cả cái trái gất, thì chắc chắn rằng những cái trái này là có những cái đặc tính và những cái chất rất là đặc biệt hơn những loại trái cây và rau quả khác. Tại sao không phải là lấy cái mận, cái ổi, cái gì đó, mà phải là trái dứa, trái kỳ tử và trái chili, đúng không? Cho nên như vậy thì Trinh có thể giải thích sơ một chút xíu rằng trong những cái này là có những cái đặc tính đặc biệt gì mà tại sao mà Cộng đoàn Cà Mạc Nét đã lấy bốn cái trái này hả Trinh hả? Dạ, dạ. Thì em nói với chị là phải có quá trình nghiên cứu, chứ nếu mà ra chợ lấy những cái trái cây khác mà đem về nó là so sánh tương đương, thì nếu như vậy thì sẽ không có thấy được cái sự đặc biệt của trái gất nữa. Cho nên đó là lý do là nó là unique. Unique là ngoài thị trường có nhiều cái loại trái cây, nếu mà nói so sánh á, thì mận, ổi, cốc, xoài hay là những cái vitamin, cà rốt này chợ thì không thể nào so sánh được với bốn loại trái cây này. Nhưng mà có một số người thì người ta nói ô trái măng tục hoặc là trái noni, trái nhào cũng có cái lượng giống trái gất ở trong trái gất, thì cái đó cũng là không có chính xác, bởi vì trong đó những cái măng cục, trái nhào cũng là những cái có những cái lượng vitamin, những cái chất carotenoid cũng tốt cho cơ thể. Nhưng mà sự đặc biệt ở đây á, là bốn trái kết hợp của bốn trái, mỗi một cái có một cái chức năng rất đặc biệt. Mà hơn nữa, cái lipocalcin ở trong nước đất là không tìm được trong những cái loại khác, cho nên nó mới khác. Cho nên khi mà chị muốn làm cái gì khác, người ta chỉ phải có những cái specialty gì đó để stand out thì họ mới tin chị được. Cho nếu mà nước không có thì không có lý do nào Pharmanac họ làm. Tại vì em nói là cái Pharmanac đó là họ đi trước tất cả những cái market khác là 7 năm, 10 năm là em nói cách khiêm tốn thôi. Cho nên những cái đặc biệt này thì những loại trái cây, rau quả khác chị tìm ngoài chợ sẽ không thể nào tìm có được. Đó là lý do nó khác biệt chị. Ok. Bởi vì chị cũng biết là mỗi một cái khi mình phân tích ra một trái thì nó cũng tràn lan, có thể là cả tháng cũng không có hết. Cho nên là chúng ta biết rằng là dĩ nhiên là giống như Trinh nói là chúng ta sẽ có những cái gì đó rất là đặc biệt, đặc tính, thì dĩ nhiên chúng ta có một phút nào đó chúng ta cũng sẽ quay lại để chúng ta biết rằng nó đặc tính nó như thế nào. Nhưng chắc chắn rằng giống như Trinh nói là nó really unique, và bốn cái trái cây này nó sẽ mang một cái special fit nào đó. Cảm ơn em. Như vậy thì trong đây như chị cũng có không đọc qua đó, chị như mà chị cũng có đọc qua, chị cũng có nghiên cứu qua. Thì thường thường ở cái hàm lượng mà cái chất lycopene cũng như beta carotene á, nó quan trọng, và dĩ nhiên ở trong đây, trong cái chai gất mà chị dùng hàng ngày, chị thấy nó rất là nhiều. Vậy thì ngày hôm nay em có thể nói sơ một chút xíu về hai cái chất này nó hoạt động và quan trọng như thế nào trong cơ thể của chúng ta không em? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Thì nói chung là cái một cái quá trình mà sau này thì những chất giống như em nói là lycopene, nếu mà mình làm cái công việc này thì mình cũng nên phải tập tìm hiểu những cái tên này. Những cái tên này là tiếng Việt là em không dịch được, mà tiếng Anh là chỉ ra những chất đó, cho nên mình phải biết. Giống như các anh chị biết là vitamin A, B, C này nọ, thì cũng phải nên biết cái chất gọi là lycopene, beta carotene, lipocalcin. Thì ở đây em không có đi vào technical, nhưng mà các anh chị nhớ mỗi lần anh chị đọc thấy không, em đọc là lycopene, pin tức là dạng in, ene, beta carotene, lipocalcin, đó là những cái chất, nhớ là những cái ene, cái phía chót của cái câu là nó
nếu mà anh chị lấy cây viết, anh chị vẽ một cái hình zig zag, hình chéo qua chéo lại với zig zag á, thì cái nó gọi là, tức là nó gọi là saturated, nó không có carry, nó không, trong nó không có mang extra cái electron, những cái electron dư. Còn cái những cái calcium, lycopene, beta calcium á, khi mà anh chị lấy cái viết, anh chị vẽ đi, vẽ chữ vi nó zig zag cho mình mở mình chơi vậy, rồi xong rồi cái cắt một gạch anh vẽ, anh chị vẽ gấp đôi lại, thì cái đó gọi là unsaturated. Có nghĩa là những cái chất này nó có mang cái hàm lượng là nó chứa rất là nhiều electron, những cái electron để làm chi, để giúp cho cái cơ thể của mình bằng cách là trap những cái free radical, tức là những cái tế bào gốc tự do trong cơ thể của mình. Em ví dụ nôm na một cái, ví dụ như anh chị đang ngồi ăn đi, mình đi nhà hàng mình ăn rồi cái vô tình mình hất, mình đổ cái ly nước trà xuống dưới bàn, thì việc đầu tiên anh chị làm là cái gì? Dĩ nhiên mình không thể nào lấy cái bao ni lông mình chội thấm cái nước được, đúng không? Tại vì mình thấm cái bao ni lông thì nó đâu thấm được nước. Cho nên phải dùng cái khăn lau hay cái đùi dẻ hay là cái tissue hay là cái napkin mình mới thấm được cái nước đó. Thì y chang ở trong cơ thể mình cũng vậy. Trong cơ thể mình có một hàng ngàn hàng lạng, hàng ngày mình ăn những chất độc tố trong người mình, nó gọi là free radical, tiếng Việt là tế bào gốc tự do. Thì những chất calcium, beta calcium, lycopene là những chất, là nó giống như là, giống như em ví dụ, đây là những chất có khả năng mop, tức là mình quench những cái chất độc trong cơ thể của mình, là bởi vì nó có dư cái electron. Nó rất là quan trọng, nó có dư cái electron, nó mỗi một cái zig zag nó có double bond vậy là nó dư electron. Những cái electron nó dư ra nó mới giúp để quench những chất độc trong cơ thể của một, trong cơ người của mình. Là em như nói là nó dư giống như là một cái napkin hay là một cái đùi dẻ hay là một cái tissue để mình thấm nước, đổ nước mình thấm được. Còn nếu mà anh chị lấy những cái saturated, tức là những cái ngoài chợ nó cũng có chất nhưng mà nó là saturated, thì nó giống như một cái bao ni lông thôi. Thì mình đổ nước, anh chị không thể nào lấy cái bao ni lông mà chùi cái nước đó được, mà phải lấy cái khăn mới chùi được cái nước đó. Thì những cái lycopene, beta calcium, vitamin E, lipocalcium là những chất quan trọng có khả năng thẩm thấu vào cơ thể rất cao. Ở đây muốn nói là chất lipocalcium, nó gọi là dạng là acid béo. Nó có việc tại vì khi mà đi qua cơ thể mình á, nó phải qua một cái màng, mà cái màng đó đó là nó là cái dạng béo, cho nên béo đụng với béo thì nó mới hòa tan được. Thì nhiệm vụ của nó thẩm thấu vào cơ thể mình, khi thẩm thấu vào bên trong rồi á thì nó mới có khả năng để đi mop, đi quench những cái free radical trong con người của mình. Đó là cái quan trọng và unique, mà nó khác biệt với tất cả các loại khác ở trên thị trường, tất cả loại trái cây khác trên thị trường, là có khả năng thẩm thấu vào cơ thể ở lượng tối cao. Thứ hai là có những chất beta calcium, lycopene, những chất mà em vừa nói, là có khả năng quench những cái free radical. Đó là sự khác biệt và là những cái quan trọng mà mình cần phải biết là tại sao nước rất quan trọng, mà em lúc nào cũng nhấn mạnh là bởi vì có những cái hàm tố, những cái chất lượng mà mình không thể nào tìm ở được ở những cái loại rau quả khác. Rất là hay, mà cũng có một cái chắc là một số anh chị em mình nghe cũng hơi lạ lạ trong tai, bởi vì những cái từ khoa học đó thì giống như Phượng nhắc lại một chút xíu để cho các anh chị có thể nhiều khi có những cái khái niệm, hoặc là có thể mình Google đó ha. Hai cái chất mà mình mới vừa nhắc lại mà Trinh vừa giải thích đó là lycopene, viết là lycopene, là lycopene. Một cái chất thứ hai mà mình nhắc tới đó là beta carotene, là beta carotene. Hai cái chất này các anh chị có thể rất là quan trọng, cho nên nhiều khi các anh chị có thể nghe lại, các anh chị có thể Google tìm hiểu thêm lấy mình, bởi vì không chỉ ở trong cái chi tri này mà trong cái cơ thể của mình đó, nó cần những cái chất quan trọng. Thì chị Phượng chỉ lặp lại nha. Chúng ta có cái keyword để mà những cái gì mà Trinh mới vừa nói đó, là cái chi tri, hai cái chất này dĩ nhiên nó có khắp nơi, có những cái trong những trái cây hoại đó, nhưng mà tại sao nó không quan trọng, giống như là chúng ta đang có trong chi tri, bởi vì nó có khả năng thẩm thấu ở môi trường béo. Cái thứ hai, nó có thể phá hủy các phân tử gốc tự do. Chúng ta nhớ như vậy cho nó gọn ha. Thì bây giờ chúng ta nhớ hết những cái từ của cô Trinh thì mình nhớ cũng không có nổi, cho nên hai cái điểm đó mình cần phải nhớ. Thì cũng giống như là chị có biết đó, Trinh, chắc chắn rằng là trong những cái bốn cái trái cây này rất là đặc biệt, cho nên là dĩ nhiên cái hàm lượng của cái lycopene, cái beta carotene này nó rất là cao,
Vậy thì trong cái chi tiết ấy, thì chị Phương cũng nghiên cứu thì mình thấy là nó cái lycopene này là có trong rất nhiều ở trong trái cà chua nấu chín. Đặc biệt thứ nhất là ngày hôm qua hôm kia là chị Hà rất là thích nói về cái trái cà chua này, rồi trong những trái cam đỏ, trái bưởi đỏ, và đặc biệt nhất là dĩ nhiên ai cũng biết rồi, là ai cũng phải thừa nhận đó là trong cái trái đất rất là nhiều. Và cái beta carotene này thì có rất nhiều trong cà rốt, rau củ màu sắc đỏ đậm. Thì dĩ nhiên là hai chất này trong chili có hàm lượng, em có thể cho người ta biết, bởi vì em là cương vị một người khoa học gia, em có thể rằng là cho biết là cái hàm lượng của hai cái chất này trong chili tree nó cao hơn thế nào, nếu em có thể cho được cái chỉ số để cho mình thấy được cái sự khác biệt là mình dùng. Bởi vì dĩ nhiên những chất này nó có trong rau củ bình thường mình cũng ăn được, nhưng mà vì số lượng nó có quá ít cho nên có thể mình tranh thủ mình dùng cái chi tiêu thì nó sẽ tốt hơn. Thì em có thể cho một cái chỉ số đó và những cái lời khuyên trên. Dạ, thì để em nói đây, nó khác biệt ở chỗ là tại sao nó unique, nó khác biệt là bởi vì trong cái nước gốc chevy tree có một cái chất nữa, giống như em đã nói rồi, là lipocalcin. Cái chất lipocalcin này á trong cà chua không có, trong những cái cà rốt không có, trái bưởi không có. Đó là cái unit của nó là ở gọi là lipocalcin. Lycopene dĩ nhiên có, beta-calcin có, em có thể tự sản xuất ra beta-calcin nữa, tức là gọi là synthetic. Synthetic có nghĩa là tự mình tạo làm ra cái chất beta-calcin cũng có. Nhưng mà cái lipocalcin á, là những trái cây mà chị vừa nêu ra đều không có, cho nên mặc dù chị ăn cà chua có tốt cũng không bằng nước gấc. Thứ nhất, nếu mà chị lấy cà chua chị nấu chín thì nó cũng mất hết cái chất lycopene, tại nó bị break down, cho nên phải ăn cà chua sống thì mới có được cái lượng lycopene, beta-calcin. Nhưng mà cái đó chỉ là cái lượng rất là thấp, bởi vì cái lipocalcin nó cao, nó thẩm thấu vào người của mình. Khi mà nó thẩm thấu vào trong, yếu như nói là cái tế bào mình có cái màng, nó phải thẩm thấu vào cái màng đó. Khi mà nó thẩm thấu vào thì mới đưa được những chất khác đi vào nó. Cho nước cất nó quan trọng nhất là khi mà giống như chị, em ví dụ nôm na, thí dụ mình đi một cái buổi tiệc nào đó, em không phải là khách, đúng không? Em gặp nhóm bạn đi theo chị là khách của tiệm đó. Nhưng mà khi chị, tụi em tới, người ta không cho em vào. Nhưng mà khi chị Phượng tới, chị có thể dẫn nguyên một nhóm tụi em đi vô chung được. Là bởi vì họ quen với chị thì họ nể, tức là chị hỏi tất cả những người phía sau chị đều đi vô được hết. Thì giống như em nói là cái cà chua có lycopene, có beta carotene, cà rốt đều có, cái bắp có, nhưng mà nó thiếu cái lipocalcin, cho nên khi mà nó đi vào trong con người của mình á, cái màng của cái tế bào á, nó thấy nó cũng không có nhận được bao nhiêu hết. Tức là dĩ nhiên là có rồi, nó không có nghĩa là nó chỉ nể tình, nó cho mình vô chút đỉnh thôi, nhưng mà sẽ không thẩm thấu được vào cái bao tử mình và đi vào những tế bào khác. Nhưng mà ở trong nước đất nó có cái lipocalcin. Nhưng mà lipocalcin mà vừa vào á, là tế bào mình nó nhận diện ngay right away, nó nhận diện liền. Khi mà nó nhận diện liền thì những chất khác, dinh dưỡng khác ở trong cái lipocalcin, nó có lycopene, beta carotene, vitamin đã cùng đi theo vào nó mà đi vào người mình thẩm thấu. Cho nên cái lượng thẩm thấu nó chỉ có ăn bao nhiêu cà chua cũng không bằng uống 1-2 ounce của nước đất. Đó là tại vì theo cái khoa học thì là nó gấp 10 lần so với cái cà rốt, 60 lần so với cái cam hay cái bưởi, 70 lần so với trái cà chua. Đó là sự khác biệt, là sự thẩm thấu, chị thấy không? Tức là sự thẩm thấu, tức là lycopene, beta carotene đều có trong cà chua, trong cái bưởi, cái cam, trong cái cà rốt. Nhưng mà nếu mà không có lipocalcin, cái chất này đi chung, thì chị thẩm thấu được có 10 phần, chị thẩm thấu được có 1 phần thôi. Đó là sự khác biệt. Cho nó mới khác biệt, mới là unique ở nước đất. Nếu không người ta nói, ôi tôi không cần uống nước đất, tôi chỉ cần ăn một ngày 100 trái cà chua, chị ăn nổi 100 trái hay không? Thứ nhất, ăn không nổi. Thứ hai, có ăn đủ 100 trái cũng không có lượng lipocalcin giống trong nước đất. Đó là sự khác biệt đó chị. Ok, thank you em, rất là tốt. Các phụ nhắc lại cho các anh chị nha. Có nghĩa là cái nếu nói cho nghĩ cho cùng, nãy giờ chúng ta đang nói trong chi tuy, thì cái mà quan trọng nhất nằm ngay ở chỗ cái lipocalcin. Các anh chị có thể research nha. Lipocalcine. Bởi vì cái chất này nó sẽ giúp cho nó thẩm thấu, cũng giống như nó support trong cái vấn đề cái antioxidant của mình đó, để mà trong cái quá trình trong cái hệ immune system ở trong cơ thể của mình, có thể nói như vậy. Cho nên chính vì cái điểm này, cái điểm unit
ở trong cái những cái rau quả khác, hoặc là trong những cái mình dùng những cái thực phẩm dinh dưỡng nào khác nó không có, mà chỉ có ở trong chi tuy này có mà thôi. Thì thai phiên chúng ta cũng có một cái hàm lượng Epsos vào trong người giống như bình thường là 100%, thì khi có cái này thì nó sẽ tăng lên 200%. Còn mình có những cái lượng thẩm thấu của ở những cái chất khác là 50%, thì cái chi tuy này với lipocalcitonin này nó giúp cho mình 100%. Đó là cái ý mà Trinh muốn truyền đạt. Cho nên đó là vấn đề unit có 102. Đó là lý do tại sao mà chi tuy đứng hàng đầu là như vậy. Phải không Trinh? Dạ dạ. Thì tôi cũng nói luôn. Chữ lipo đó thì các anh chị giống như mình thấy quảng cáo liposuction này nọ, đây là nó hút máu, hút mỡ bụng đó. Chữ lipo đó là mỡ đó. Là lipocalcitonin là y chang vậy. Calcium ở dạng béo, nó giúp thẩm thấu vào người của mình. Cho nên unit là chỗ đó. Và nếu anh chị để ý cái chai nước gất mà khi mà mình để trong tủ lạnh đó, khi mà mình lấy ra có cái màng lợn cận đỏ phía trên đó, đó là lipocalcitonin. Cho nên mình càng phải xét cái chai cho đều trước khi mình uống. Đó là sự khác biệt mà em muốn nhấn mạnh thêm. Cho nên chữ lipo anh chị cứ nhớ đi, lipo là béo. Mà mình thấy nó quảng cáo những cái billboard để là liposuction tức là đi hút máu mỡ bụng đó. Thì chữ lipo đó là chất mỡ chất béo. Nhưng mà chất mỡ chất béo này là gọi là mỡ béo tốt. À, đó là cái mà em muốn nhấn mạnh đó chị. Ok. Vậy là chắc chị vô cái nếu nói vô trong nhỏng, chị lấy cái chai chị vớt cái màng mà chị dùng thôi ha. Còn ở phần dưới có lên cho nó mau. Ok, chết mít chốt em chút xíu. Ok, như vậy thì trong theo chị biết mình cũng mà bên cạnh đó mình cũng dùng chi tuy, nhưng mà ở đây nó ngoài vấn đề một chút xíu, nhưng mình cũng có thể nhờ Trinh để cùng mổ xẻ chút xíu. Thì cái beta carotene á, nó có trong rau củ có màu sắc đúng không em? Thường thường là mình chị đọc chị thấy giống vậy. Và bình thường trong dân gian từ lúc nhỏ chị lớn lên thì mẹ cũng thường hay nói rằng là dùng mấy cái rau củ quả như củ dền, cà rốt, tất cả những cái màu đậm hoặc là ớt gì đó là nó cũng có cái vitamin A đúng không? Thì nó là cũng nằm trong những cái cây có rau củ màu sắc. Vậy thì em có thể cho tất cả mọi người biết được giữa cái beta carotene và cộng cái vitamin A nó khác nhau chỗ nào vậy em? Chị hỏi câu đó rất là chính xác, là bởi em cũng hôm nay em cũng muốn nhấn mạnh một cái sự khác biệt nữa, là nó quan trọng bởi nước rất là sao, là nó không nằm ở dạng vitamin A. Tại vì các anh chị nhớ nha, vitamin A nếu mình thiếu nó là bị những cái bệnh, hơn nữa giống như gan mà thiếu vitamin A cũng không tốt. Vitamin E là những chất mình cần cho cái gan của mình. Nhưng mà nếu nhiều vitamin E quá, nó sẽ trở thành một cái độc tố. Cái lượng mà vitamin E mình có thể dùng mà không bị độc ở nước Mỹ, ở nói chung là thống nhất cái gọi là International Unit, giống như em có nói lần trước về cái Lipac Nano, là một ngày mình chỉ có thể có được khoảng 2.500 IU, tức là 2.500 International Unit của vitamin E mà thôi. Nếu mình có nhiều quá thì nó trở thành một cái độc tố. Thì sẵn đây em cũng chia sẻ, giống như có nhiều người nói, tại vì lúc hồi tuần rồi khi mà em tới Sacramento thì có một số các anh chị cũng có hỏi em về vấn đề này. Thì sẵn thì hôm nay em cũng chia sẻ. Cái gì cũng vậy, mình ở, mặc dù là rau quả, trái cây hay là bất cứ cái gì cũng vậy, mình ăn ở cái liều lượng đúng thì nó có tốt cho cơ thể, mình ăn quá thì nó sẽ hại cơ thể. Giống như nước á, một ngày mình uống là chỉ được có 2 lít tới 3 lít tùy theo nam hay nữ, tức là em gọi là 8 tới 12 cốc nước đó. Theo Mỹ là 8 tới 12 cốc, Việt Nam mình là nếu tính lên lít thì là khoảng từ 2 tới 3 lít. Nữ thì khoảng 2 lít, nam thì khoảng 3 lít. Nhưng mà nếu mình có vận động chút xíu hay là mình tập thể dục đổ mồ hôi thì mình có thể uống chút xíu thêm, nhưng mà trong đó phải có những cái nước cam hay là Gatorade, bởi vì đó nhiều nước quá nó sẽ wash out những cái electrolyte trong con người của mình thì làm cho mình bị khô mà hay là brain damage, có thể chết. Giống như chị Thí ở Sacramento, chị nói là chị uống 4 lít nước chị phải vô bệnh viện. Thì nước thì không phải là độc, nhưng mà chị uống 4 lít nước nó trở thành độc. Cũng giống như là vitamin A, nó tốt cho cơ thể của mình, nhưng mà ở 2.500 international unit thì là tốt, nhưng mà nếu quá đó thì nó không tốt. Tại sao beta carotene nó khác với vitamin A? Thì là cái beta carotene là nó là cái công thức của nó là hai cái vitamin A nhập lại thành một cái, gọi chung là beta carotene. Khi mà nó vào cơ thể của mình nó sẽ break down thành hai cái vitamin A, cho nên nó tốt hơn, tức là mình đi cái dạng em gọi là ghost, có nghĩa là gọi là pro vitamin A, có nghĩa mình giả dạng mình ở cái dạng beta carotene. Khi nó vào người mình, nó ở trong gan nó giữ đó, khi mình thiếu cái vitamin A thì nó mới break it down
thành vitamin E giúp cho cơ thể của mình. Cho nên nó đứng ở dạng không phải là độc tố, cho nó tốt hơn cơ thể. Tại vì nếu mà chị thấy vào người chị 5.000 international unit của vitamin E thì trong đó là cái liều lượng là qua một ngày là chỉ được 2.500 là nó hơi quá. Tại vì vitamin E là một cái, nó cũng là cái dạng antioxidant mà nó ở dạng là acid béo, có nghĩa là nó phải được ứ trong gan, mà càng ứ trong gan càng lâu sẽ làm cho hư gan. Cho nên nhiều người không hiểu đó là ô vitamin thì tốt cho mình, yes tốt, nhưng mà đúng cái liều lượng. Nước tốt, đừng uống quá 4 lít giống như chị Thúy ở các comment toàn thì không phải tốt. Cũng giống như ví dụ cho vui thôi, thì bữa hôm em đi là cái tô phở, cái tô phở là 2 phao thịt, 2 phao phở. Chị, các anh chị nghĩ đi, cái tô phở đó mình ăn một ngày, mình ăn một tô nhỏ nhỏ thì rất là ngon, nhưng mà giờ nhìn cái tô đó làm sao, nếu mà may mắn là không vô bệnh viện, nếu mà chị ăn thử 2 tô phở đó cũng nó sẽ là một độc độc hại, phải vô bệnh viện liền. Cho nên á, đồ ăn thức uống cái gì cũng vậy, nếu ăn quá liều lượng vẫn có hại cho cơ thể. Vitamin E nếu quá liều lượng 2.500 sẽ có hại cho cơ thể. Nước đất tốt cho cơ thể là bởi vì trong nước đất có vitamin E, nhưng nó không ở dạng vitamin E, nó ở dạng là beta carotene. Tại vì beta carotene khi vào người của mình giống như đi qua cái màng thẩm thấu vào gan, nó giữ, nó storage, nó giữ ở dạng beta carotene. Khi mà nó cần á thì mới break it down thành 2 cái vitamin E để cung cấp cho cơ thể mỗi ngày, còn dư lại là nó ở dạng beta carotene. Đó là sự khác biệt giữa vitamin E và beta carotene. Thank you em, rất là hay, rất là kiến thức. Đặc biệt nữa là khi mà em nói tới những cái tô phở đó, chắc là An Tuấn với Lão Tạ là nó sẽ nhảy đông đống lên hết, là bởi vì nó chỉ bán được một tô thôi. Ăn hai không ai, từ đây sau cái kho của em là không còn ai ăn 2 tô nữa hết. Cho nên là chắc là cái income của chị nó sẽ low xuống. Cho nên ở trong đây, chị muốn nhấn mạnh là một chút xíu với tất cả anh chị em nha. Có nghĩa là chúng ta, như Trinh vừa mới giải thích, là chúng ta cái dạng beta carotene ở trong nước đất của chúng ta nằm dưới dạng dự trữ, chúng ta có thể coi nó giống như một cái nhà băng. Nó không phải là vitamin E, nhưng mà nó lại là vitamin E. Có nghĩa là khi cơ thể của chúng ta thiếu vitamin E thì beta carotene sẽ có nhiệm vụ cung cấp bằng cách là break out ra, và một cái beta carotene sẽ bằng 2 cái vitamin E. Có nghĩa là chúng ta có lời ha, có lãi đó, gọi giống như nhà băng vào trong trọng mà có thứ 2 phần. Chúng ta nhớ một cái điểm chính nó giống như vậy. Cho nên khi chúng ta hay dùng rất thì dĩ nhiên rất là tiện lợi, là bởi vì chúng ta giống như có một cái nhà băng rất là trù phú. Khi nào trong cơ thể của chúng ta thiếu vitamin E là nó sự đem ra, nó được đem ra để mà sử dụng. Cho nên đó là cái ưu điểm mà chúng ta dùng ở nước rất là như vậy. Và đặc biệt cái beta carotene ở trong cái tea tree này rất nhiều nha các anh chị em nha. Cho nên đó là một cái điểm hay mà chúng ta cần phải biết. Cũng giống như là em biết đó Trinh, là giống như mọi người họ là họ lo ngại về cái việc ăn uống, cũng giống như khi mà họ dùng quá liều, ví dụ chẳng hạn khi dùng chi tuy đó, có một số các anh chị em đó, ngay cả nhiều khi Phượng cũng không control được cho những cái người con cháu của mình á, cái test cái vị của chi tuy rất là ngon, và thậm chí ngay cả tháng đầu Phượng cũng không có control được cho chị Phượng uống 9 chai, cho nên nhiều khi mình quên lẫn đi, quên lửng ở trong chậm. Vậy thì Kinh có thể cho biết rằng là khi mà ai có thể, vì cái hàm lượng giống vậy cho nên ai có thể dùng được chi truy, và bên cạnh đó nó có side effect gì không, nếu như mình có thể mình dùng một cái dự lượng quá lớn em? Dạ, thì cái đó khi mà em đọc thì em cũng hơi concern, tại lúc đầu em về em cũng uống nhiều lắm. Em uống khi muốn sáng dậy đâu có đo 2 ounce đâu, em chế được cái khóc uống lần 1 cup, rồi chiều về uống 1 cup. Tại rất là ngon. Nhưng mà xong rồi em uống xong cái em ngồi em mới nghiệm lại, em nói ủa sao mình uống nhiều vậy? Tại vì đó là cái question mà lãnh đạo hỏi, tại em nói là vitamin beta carotene thì trong cái beta carotene tại bởi vì nếu mà chị coi lại giống như Life Hack Nano, nó có để là hàm lượng là bao nhiêu là bao nhiêu, còn cái trong cái beta trong cái nước cất á, thì nó chỉ để được cái calorie thôi, một cái serving là có 40 calorie, nhưng mà không có để cái lượng beta carotene. Thì những cái chất mà rau quả mà thiên nhiên á, thì cái FDA hay là National Institute of Health á, không có require phải để cái hàm lượng của beta carotene trong đó, là bởi vì nó không có làm độc hại cho cơ thể, mà không có require là phải để là phải uống bao nhiêu nước cất một ngày. Thì dĩ nhiên em nghĩ là cái maximum mình có thể uống 1 chai một ngày thì em nghĩ là không ai uống kiểu đó, tại uống kiểu đó thì cũng trái túi.
ba ao 6 ao thì em nghĩ ok. Đối với bản thân em thì một khóc, hay bữa nào em hơi cảm thấy hơi khó chịu người thì muốn một khóc, tại nó làm cho người mình khác qua ngày sau mình rất là khỏe. Thì mình hay sắp sửa mất tiếng hay là mình thấy mình mệt mỏi hay là đi chơi khuya này nọ thì về thường em uống được một khóc của nước gấc, qua ngày sau thấy người mình rất là tỉnh táo. Thì đối với em thì theo kinh nghiệm của em thì một khóc hay hai khóc cũng không có hại, nhưng mà em không có khuyên là ai cũng phải làm như vậy mỗi ngày. Thứ nhất là làm kiểu đó phải lên TV list mới upload nổi. Cái thứ nhất, cái thứ nhì thì mình cũng không nên làm cái thói quen là quá nhiều cái beta carotene trong cơ thể của mình, nó tốt nhưng mà một hai khóc thì ok. Nhưng mà giống như em ví dụ khi mà em về Việt Nam á, em về Việt Nam em ngồi em có thể ăn măng cục để trừ cơm, từ sáng đến tối em có thể ăn 10 kg, 20 kg măng cục, đó là sự thật luôn. Tức là sáng dậy là ăn măng cục, mở mắt có mua một cần xé măng cục, từ sáng tối ăn măng cục. Nhưng mà cũng không có, nó là những chất đó là tốt cho mình, nhưng mà mình ăn được 1-2 ngày là mình ngán rồi, mình không phải ăn tiếp nữa. Nếu như mãng cầu dai khi mà em về như vậy là việc đầu tiên là ăn mãng cầu dai, không ăn cơm, không ăn gì khác hết, ăn mãng cầu dai thôi. Sầu riêng em có thể ăn lần 3 trái trong một ngày, em ăn 3 trái sầu riêng là nó ngán rồi. Nhưng mà vậy nó không có hại cho mình, nó có những cái chất tốt là bởi vì trong cái natural, em nói là những cái chất trái cây thiên nhiên thì mình ăn không có hại. Nhưng mà dĩ nhiên mình ăn ở cái mức độ mình có thể chịu nổi thôi, mình nghĩ mình ăn hết cũng không ăn thể nào ăn, không thể nào ăn hết. Thì giống như em ví dụ là tô phở to mà bữa các anh chị thấy một tô nhỏ nhỏ mình ăn rất là ngon, nhưng bây giờ nhìn tới tô phở là em không dám ăn nữa, mà cũng nói cho vui thôi, em để ra đó em chọc ăn thôi, chứ thực ra em đâu có ăn hết tô phở đó. Cái tô phở đó tụi em 5 người mà ăn không hết nữa, em chỉ để lên để cho An thấy, để chọc An thôi. Thì đó cũng là một cái mà em muốn nói là phở mình ăn không có hại, nhưng mà chị ăn 2 tô bự giống như chị ăn nổi hay không. Thì đó là cái mà em muốn nhấn mạnh là để trả lời câu hỏi của chị Thượng, thì cái hàm lượng nước gấc nó không có hại cho cơ thể, thứ nhất. Thứ hai là dĩ nhiên một chai hai chai thì cũng không có nên, thứ nhất là tốn tiền. Thứ ba là ở cái liều lượng cần đủ cho cơ thể là nó vẫn tốt hơn là mình dùng quá nó. Cái thứ tư là trong nước gấc nó không có để là phải có bao nhiêu lượng beta carotene, bởi vì là nó là natural, tức là những cái thực phẩm từ trái cây ra, cho nên chính phủ, FDA, NIS tất cả đều không có require phải để cái lượng beta carotene là bao nhiêu ở trong cái trái cây của mình. Nhưng nếu là synthetic, tức là man made, tức là nếu mà do em làm ra, tại là science, tức là em có thể làm cái chất carotene còn trong phòng thí nghiệm em có thể làm ra, thì cái đó cần phải có để quy định là bao nhiêu. Bởi vì khi em làm ra là mình dùng những cái chemical để mình làm ra chất carotene, nó là độc tố, cho nên phải để liều lượng. Thì đó là cái sự khác biệt mà em muốn nhấn mạnh ở đây. Bởi vì có một số người giống như một số người gọi cho em nói là họ đưa một số tài liệu ra nói uống này có hại hay không có hại, thì đó là cái mà muốn nhấn mạnh là nó có hại nếu như do thị trình làm ra hay là do tất cả những scientist làm ra cái beta carotene. Còn nếu nó không có hại, đó là do của trời cho tới cái cây cây mọc lên thì nó không có hại, đó là sự khác biệt đó chị. Cho nên là giờ chúng ta sau cái câu trả lời của Thị Trinh thì tất cả chúng ta được cảm thấy là thoải mái nhẹ nhõm, bởi vì cái chuyện này nó sẽ không bao giờ xảy ra, là bởi vì chúng ta cũng sẽ bị cháy túi trước khi chúng ta uống nhiều, thậm chí là chúng ta cũng sẽ rất là ngán ngẩm, cho nên chúng ta cũng không thể nào uống nhiều được. Còn cái chuyện mà chúng ta có thể overdose một chút xíu, cũng giống như Trinh ăn trái có một thằng xé trái cây, hoặc là mình có thể giống như Phượng uống 9 chai trong cái tháng đầu tiên, rồi sau đó kiếp thì dĩ nhiên 1-2 tháng cũng không thành vấn đề gì hết tất cả anh chị ha. Và chỉ có điều là chúng ta khi nào chúng ta bị đầu độc, chúng ta dùng một lượng lớn như vậy mà suốt từ năm này qua năm kia, tháng này qua tháng kia, thì lúc đó thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là cái gì mà nó quá đô, nó quá thừa. Còn cái này, chuyện này là chúng ta không thể nào xảy ra trong cuộc sống của chúng ta được. Cho nên là các anh chị em chúng ta không cần phải lo toan về này. Nhưng mà cũng song song cái điều đó, nó cũng có các mắc như vậy nè Trinh nè. Yeah. Theo thông tin, theo những information mà mình đọc được hồi nào giờ, không phải riêng ngày hôm nay mà mình nói về chi tuy, thì cái hàm lượng ở beta carotene trong cái con người của mình nếu mà nó cao đó, thì nó rất dứt khoát và nó sẽ không có thích hợp cho cái người hút thuốc lá, và đặc biệt là cho những người uống về cái alcohol, uống rượu đó. Bởi vì nó sẽ có một cái nguy cơ làm cho cái bệnh tim của mình tăng, và đặc biệt là về vấn đề ung thư. Thì cái này chị cũng có đọc ra được, chị cũng nghe được nhiều người, và chị cũng có đọc ở những cái thông tin ở trên mạng này nọ từ hồi lúc khi chưa dùng chi tuy nữa kìa, khi mình biết về cái beta carotene đó.
thì thậm chí có người còn in một số tài liệu để mà nói về những cái này nữa. Thì theo em thì em nhận định như thế nào ngày hôm nay để cho các anh chị em được rõ ràng hơn? À, dạ. Thì trả lời câu hỏi này của chị Phượng thì sẵn em cũng nói luôn, tại vì lúc trước anh Long với chị Mỹ ở Florida cũng có gửi cho một số tài liệu, nó là một số người đưa tài liệu ra nói là beta-carotene sẽ có hại cho cái ung thư phổi, cho nên khuyên mọi người đừng dùng. Thì cái này em cũng muốn verify và nhấn mạnh cho các anh chị là cái này không, những người scientist đều biết, Pharmanax biết, ông Joe Chen biết, không thể nào lấy một cái tờ báo đem ra nói là cái đó uống có hại rồi tất cả mọi người ùng phải nghe theo. Đó là một cái mà trong cái ngành research của tụi em rất là đại kỵ. Khi mà tụi em nghiên cứu một cái gì đó phải có đủ bằng chứng hẳn hồi mới dám làm một cái publication, bởi vì một cái publication mà đưa ra sẽ làm thứ nhất là làm cho dư luận xôn xao, những người mà không phải là scientist họ sẽ bàng quan, bởi vì phần đông con người đó mình nghe những cái negative nhiều hơn là nghe những cái positive. Giống như công việc của mình đi làm á, 9 người là không thích, chỉ có một người thích, thì mình ra mình gặp 9 người kia là người ta nói negative không. Thì cũng y chang cái trường hợp này, là khi mà nghiên cứu đối với những công ty dược phẩm lớn của tụi em, là khi một tài liệu mà khi mà nó ra ngoài thị trường là phải robust, tức là những cái đó là phải có bằng chứng hẳn hoi, chứ không khơi bữa nay tự nhiên vô thằng lab làm ra được cái gì cái ngày mai publish lên cho những cái media lên báo, đó là một cái sai lầm to lớn. Thì sẵn đây em cũng muốn nói là năm 1994 có hai phòng lab, một cái nó ở bên Finland ở Phần Lan, và một cái nữa em không nhớ rõ ở đâu, có hai phòng lab nó đưa ra nói là cái beta-carotene có hại cho cơ thể, nhưng mà khi mà nó dùng á là nó làm bằng cách á là nó overdose, có nghĩa là khi mà nó test cái beta-carotene vào những con người này á thì nó test á, ở là từ 30 tới 50 mg của beta-carotene, mà cái test đó đó em nhấn mạnh nha, 30 tới 50 mg của beta-carotene, mà những cái beta-carotene đó là do synthetic, tức là man-made làm ra, tức là do những scientist giống tụi em. Tại vì beta-carotene tụi em làm rất là dễ, hai cái vitamin A có công thức tụi em có thể làm được trong vòng 24 tiếng lại có thể em có thể make ra beta-carotene. Thì đó là do phòng thí nghiệm làm ra beta-carotene. Giống như em nói, giống như em thường hay nói là đi trị bệnh, một cái bệnh nào, những cái thuốc mà tụi em đưa cho chị uống, Lipitor bất cứ, những cái đó là độc hại, nó giúp chữa được cái bệnh, nhưng nó sẽ đưa ra những biến chứng khác, bởi vì đó là những cái độc tố. Beta-carotene từ thiên nhiên không có hại, nếu do tụi em làm ra là có hại, là bởi vì mình phải lấy chất này, chất kia, những cái so về những cái dung dịch toàn là chất độc không à, những chất có chất ung thư này nọ, làm ra chất beta-carotene. Thấy vào người 30 tới 50 mg, không những như vậy, lựa những người hút thuốc, uống rượu, test họ. Trước khi test, ví dụ như em test vào người healthy thì không sao, cái phòng lab này nó test vào người bị ung thư, tức là không phải em nói ngược lại, nó test vào cái người uống một hút thuốc một ngày là hút hơn 2 gói, một ngày là uống hơn 2 ly rượu, và thì nó test vào những người đó, cho nên nó không có cái baseline, chị Phượng ha, nó không có cái baseline, tức là khi mà chị muốn test một cái người nào đó, giống như thử máu thì phải có cái baseline trước để mình so sánh before and after. Tức là những người này khi mà overdose với beta-carotene là trong người của họ đã có mầm mống ung thư sẵn rồi. Rồi thảy những cái chất beta-carotene synthetic, tức là man-made do người tạo ra, thảy vào người nữa. Thì những chất đó là những chất độc tố. Giống như em nói là một tô phở không hại, 2 lít nước không hại. Nước, có ai dám, bây giờ em hỏi chị cái ly nước trên mặt của chị, ai dám nói là độc tố hay không? Nhưng mà chị Phượng, nếu mà chị muốn thử, chị thử chị uống giùm em 4 lít nước liền tại chỗ rồi chị uống được không? Bảo đảm sẽ có cấp cứu kiếm chị liền. Là bởi vì nó sẽ độc, đó là thành độc tố. Cho nên beta-carotene cũng vậy. Chị không thể nào tống một cái mỗi người liều lượng beta-carotene của mình. Trong cái live pack nano dưới nước gất là mình có khoảng từ 15 cho tới khoảng 18 mg của beta-carotene per day. Mà trong khi nó overdose họ là 50 mg, mà mỗi ngày 50 trong vòng mấy tuần. Rồi nó đưa ra cái biopsy nó là có hại cho cơ thể. Thì cái đó là hoàn toàn là sai lầm. Cho nên nó cũng là ảnh hưởng cái uy tín của hai phòng thí nghiệm đó. Thì hai phòng thí lắm là chỉ là hai cái trường thì em nói là nó là một cái sai lầm rất là to hại mà đã ảnh hưởng rất nhiều, cho nên có một số trường đại học
ở Stanford, đã Harvard Medical School, tất cả những trường đó mới ra đính chính, không phải mà ra mà kiểu như là kết án hai cái trường đại học này, hai cái trường cái phòng nghiên cứu này, thì một cái nó là gọi là Phoenix Beta Tycho-Phenol-Paracetin, tức là viết tắt là ATBC, đó là ở bên Phần Lan năm 1996, và một cái nữa gọi là CARET, tức là CARET, là hai cái phòng thí nghiệm này nói là nó sẽ tăng cho cái ung thư phổi, chính thức là ung thư phổi, hoặc là những người hút thuốc có biện chứng về carotin, dùng cái beta-carotin nhiều. Khi mà tụi research nhìn lại những tài liệu đó, thì đối với tụi em scientist mà nhìn ấy, dĩ nhiên là cho kiểu đó làm sao mà không được, đưa 50mg mà không phải là 50 của nước gốc, mà 50 từ do synthetic man-made làm ra những chất đó, thì những chất đó là những chất độc tố. Và hơn nữa khi chị mà chị test á, chị test cái kiểu đó là chị không có được cái control, không có những cái baseline. Dùng những người hút thuốc uống rượu, những người có sức khỏe, có mầm móng ung thư, thì đưa vào cho họ, dĩ nhiên là đó những độc tố. Đó là một cái sai lầm một phần đông mọi người không có hiểu. Họ chỉ nhìn hai cái tờ báo đó thì họ nói là sai. Nhưng mà thực ra đã có hơn hàng ngàn, hàng vạn tờ báo kết án hai tờ báo này, nhưng mà người ta không đọc. Đó là cái sai lầm mà chị không? Tức là chỉ có hai tờ nó đưa ra, nó nói xấu tầm bậy tầm bạ. Mà trong đó hả, MD, PhD của Harvard, Yale, Stanford, UCLA, tất cả những tờ báo khác đều đem ra nói là sai lầm hai tờ báo này. Và từ 2006 cho đến 2011, có biết bao nhiêu, có hơn hàng ngàn cái publication khác đem ra kết án hai tờ báo này, nói là họ làm sai lầm. Cho nên hai tờ báo đó, hai cái journal đó, hai phòng lab nó im luôn đâu đó. Tức là họ làm sai mà không biết, nhưng mà phần đông những người science, trong cái cộng đồng scientist của tụi em thì họ biết. Còn những người giống như anh chị không phải là scientist thì họ chỉ nhìn cái tờ negative thì họ cho đó là sai lầm. Thì đó là một cái thất bại, một cái thiếu sót. Và cái đó sẵn đây chị Phụ nói thì em cũng muốn đính chính là cái đó là không đúng với sự thật. Cái thứ nhì em muốn nói là cái gì cũng vậy, ở cái liều lượng đúng. Và hơn nữa, sẵn đây em muốn nói luôn, vitamin E hay là beta carotin hay là vitamin E, nếu mà lấy được từ của thiên nhiên á sẽ tốt hơn là do men mấy làm. Nhưng vitamin E thì vitamin B thì khác, tức là B complex á, B1 tới B12 á, thì nếu mà lấy trong thiên nhiên sẽ không tốt bằng do tụi em làm. Cho nên có nhiều cái nó khác. Vitamin B thì phải là do người làm ra tốt hơn là từ trong cái những cái cây hay là những cái extract trong bằng thực vật hay khác. Để nó có nhiều cái mà em phải không đi vào chi tiết. Đó là sự khác biệt. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là cái beta carotene mà do người làm ra đó, thì em sẽ không đi vào chi tiết, nhưng mà sẽ sẵn anh nói luôn, cái dạng mà do nature, tức là thiên nhiên tạo ra, nó đứng ở dạng gọi là cis, còn cái dạng mà người làm ra nó gọi là trans. Thì cái đó em không đi vào chi tiết, nó phức tạp, nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau. Nó khác nhau là ở chỗ của người làm ra nó sẽ có độc tố trong đó mà người ta không biết. Đó là sự khác biệt đó chị. Ok, cũng một chút xíu chị cũng bị lẫn quẩn ở chỗ này một chút xíu. Có nghĩa là ở trong đây, như lời của em nói là beta carotene, dĩ nhiên khi chúng ta dùng một cái lượng gì cao thì những người giống như là về bản chất của họ là hút thuốc lá và uống rượu rồi, thì có nghĩa là cái lượng beta carotene này mà cao, thiệt là cao, thì nó vẫn là một cái điều xấu, đúng không em? Dạ, để em nói lại, tại vì những người mà hút thuốc, uống rượu, khi mà họ đưa vào cái test này năm 1904, cho nên cái test này là hoàn toàn sai, cho nên các anh chị không thể nào nhìn vào cái test đó được, là năm 1904 hai tờ báo đó họ đưa ra là nó họ lấy những người hút thuốc uống rượu, họ cho uống beta carotene. Nhưng mà cái question mà tất cả những cộng đồng người khoa học của tụi em hỏi là những người hút thuốc uống rượu này có test đó, có làm biopsy cho ung thư chưa? Chưa. Tức là những người này đã uống bao nhiêu năm rượu, bao nhiêu thuốc, mà nó cho những người là hút thuốc ngày 2 gói, uống rượu ngày 2-3 ly. Tức là nó lấy những người này để nó đưa beta carotene vào, cho nên beta carotene có thể không hại cho họ, nhưng mà họ đã có ung thư rồi mà họ không làm biopsy trước thì hiểu không? Có nghĩa là bữa nay có thể là khi mà em đưa cho chị cái beta carotene này, trong người chị đã có ung thư rồi, rồi hai tháng sau tự nhiên lấy biopsy ra nó ung thư, tại 2 tháng này tôi dùng cái beta carotene. Cái đó là sai lầm lớn của hai phòng thí nghiệm này. Khi mà chị test bất cứ một người nào, chị phải thử máu của họ trước, chị phải có biopsy về cái gan, cái phổi của họ trước, là bởi vì những người này, những người là sức khỏe họ đã nguy cơ rồi mà họ không test cái đó trước, họ cho uống xong 2 tháng sau chỉ làm biopsy. Đó là cái thất bại lớn nhất của hai phòng lab này.
Ok, có đó là có nghĩa là đó là cái bài báo. Còn bây giờ nếu chị Phượng là người không có bị ung thư nhưng mà chị là người về uống rượu, chị không hề bị ung thư nhưng chị là người về alcoholic đúng không? Thì chị có một cái lượng beta carotene không phải nước gấc nha, chị có cái hàm lượng beta carotene nó lớn, có ảnh hưởng gì tới chị không? À, nếu mà chị dùng 30 tới 50 mg một ngày thì sẽ có hại cho chị. Nhưng mà nếu chị dùng Ok. Dưới 20 mg thì không có hại. Trong Lifepack Nano mình có tất cả là 7 5 khoảng 15 mg với nước gấc cộng lại là hơn dưới 20 mg. Tức là cái lượng đó là lượng effective dose. Thì sẵn này muốn chia sẻ luôn là khi mà tụi em làm trong phòng thí nghiệm á, là khi mà tụi em tạm tạm em thẳng em nói luôn, bởi vì em phải cần phải clarify cho nhiều người, bởi vì nhiều người không có hiểu và hiểu sai lầm về cái vấn đề này. Cái effective dose tức là cái dose mà để cho mình có hiệu quả cao nhất cho cơ thể của mình. Giống như em nói chị là mình phải ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều thì mình mới có đủ năng lượng cho cả một ngày. Bây giờ em nói chị Phượng, bây giờ chị chỉ được ăn một ngày có một lần thôi. Chị nghĩ là chị đủ đủ dinh dưỡng để chị làm việc trong một ngày hay không? Đó là không. Bây giờ ví dụ chị có một đứa bé mới sanh ra, bây giờ nó ô ngày chỉ cho nó uống sữa một lần thôi, còn như nhịn đói hết, đứa bé có lớn nổi hay không? Không. Nhưng mà nếu chị cho nó uống sáng lít chiều lít trưa lít sữa, nó chết hay không? Chết liền, phải không? Thì cái effective dose tức là cái dose nào là tốt cho cơ thể của mình, là cái đó là cái quan trọng. Khi tụi em làm ra một viên thuốc trị bệnh, khi mà xong tụi em ra là 5 mg, 10, 20, 30, 50, 100, tụi em test vào cái con animal, tức là tụi em đưa qua chuột, khỉ, khỉ là sau cùng, khỉ với heo là hai cái animal mà tụi em làm sau cùng. Khi mà tụi em đưa vào như vào chó nữa là sau cùng. Khi mà đưa vào là tụi em đưa vào cái dose maximum, tức là đưa 10, 20, 30, 50, rồi thì họ lấy những tài liệu biopsy về cho tụi em, tức là lấy những cái gan họ ra cho tụi em coi. Thì tụi em coi thử có độc hay không, thế 50 chưa độc thì nó ok cho 100, nặng 100 hai tuần sau nó đưa qua tài liệu qua nó 100 cũng chưa có độc tố tới gan nữa, nó ok cho 200, 200 cũng chưa có độc nữa, có lần cho lên 500, à cho lên 500 rồi cho tới 1.000, lên tới 2.000. Khi mà đem qua nó hôi cái gan nát bấy hết rồi, trong đó có 10 con chó, trong đó có 7 con chết rồi, thì tụi em mới ngưng. Tức là tụi em phải làm cái đô tới khi nào con chó chết tụi em mới ngưng. Là tại sao? Là bởi vì khi tụi em bỏ vào người của chị, em phải biết là cái đô nào effective, có nghĩa là 5 mg chưa chắc là giúp cho chị được cái ung thư chị, 100 chưa có giúp cho được cái ung thư của chị, nhưng mà ở dạng 500 nó giúp được là perfectly có thể giết được những tế bào ung thư, nhưng khi mà lên 1.000 sẽ có hại. Thì lúc đó tụi em mới làm cái viên thuốc là ok, effective dose là 500, tức là cái ED là 500. Tức là khi mà chị đi mua thuốc ngoài chợ, tại sao Lipitor là 10 mg, 20 mg, ngày uống 2 viên hoặc 4 viên tùy theo, là tụi em biết được cái dose đó là cái dose tốt cho chị, cái dose đó có thể chữa được cái bệnh ung thư của chị, hay là có thể chữa được cái mỡ trong máu của chị, chữa được cái huyết áp của chị. Đó là cái effective dose, nhưng không thể nào đưa hơn. Đưa hơn trong một ngày sẽ là độc tố, sẽ là hại cho chị. Thì cũng giống như là mình ăn thức ăn của mình, nước uống một ngày là 2 lít là tốt cho chị, nhưng mà chị uống 20 lít chị sẽ chết liền. Đó là cái nước có ai nghĩ là độc, đó là cái độc tố là muốn nói ha. Còn nhưng mà khi chị hút thuốc uống rượu, chị uống cái beta carotene thì đó có khác biệt á, là những người hút thuốc uống rượu, mà những người nghiện rượu hút thuốc uống rượu là cơ thể của họ là quá hại rồi, trong đó là cái độc tố rất là nhiều, cho nên cái lượng beta carotene vô nó không có giúp được cho chị, mà nó là nó đi ngược lại, nó hại luôn cái beta carotene của mình. Đó là cái sai lầm mà nó, tức là chị, trong người chị là quá nhiều độc tố. Em nói nha, hút thuốc với uống rượu hai cái thứ đó là cái độc tố rất là hại. Em không đi vào chi tiết chuyên môn nhưng mà nó tiêu diệt tế bào của mình. Bây giờ chị có thuốc tiên thuốc thần vô nữa, nó cũng đi ngược lại, nó hại luôn cái thuốc tiên thuốc thần đó nữa. Cho nên khi mà cái lượng B là carotene đi vào á, thay vì nó chống được cái lượng free radical trong cơ thể của mình, nhưng mà thực ra cái free radical trong cơ thể của mình nó nhiều quá, nó đi ngược lại, nó diệt cái B là carotene của chị. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là những người hút thuốc uống rượu trong hai phòng thí nghiệm này, họ không có cho dùng nước gấc, những cái của thiên nhiên, mà họ đi cho dùng cái nhân tạo là thứ nhất, mà họ thấy rằng cái 50 mg là ở độc tố. Cho nên khi độc tố vào, dĩ nhiên nó sẽ giết những tế bào khác trong cơ thể của con người của mình mà họ không biết. Cho nên họ mới đưa ra nói, ô, uống là có hại. Đó là hoàn toàn sai lầm, mà cái sai lầm lớn trong cái cộng đồng của khoa học. Mà tất cả những trường đại học, em nói thẳng là John Hopkins Medical School là lớn nổi tiếng trên thế giới, kết án liền cái tờ báo đó, Yale, Harvard Medical School kết án liền tờ báo như đó. Cho nên đó là cái sai 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 lầm lớn. Cho nên khi các anh chị mà những người không không em nói thì nó hơi đụng chạm, không có biết chút nhiều thì khi nhìn cái tờ negative đó là hỏi là tại sao, thực ra đưa ra là ông Joe Chen sẽ cười khà thôi, là bởi vì
tụi mình, cho người công cộng đồng đâu em biết chứ, chứ không phải là không biết. Mà người bình thường thì họ không hiểu, họ nhìn cái tờ negative đó thì họ nghĩ nghĩ là uống có hại, là nó không có hại đâu chị. Ok, để mình tóm gọn lại chỗ cái phần này ha, Lan Lan, bởi vì cái này cũng là một cái phần gọi là lây hoay nhất của tất cả các anh chị em ở ngoài khi mà chúng ta đi gặp chia sẻ. Và phần rất nhiều, có nghĩa là tất nha, rất nhiều, có nghĩa là những cái bài báo mà nói về phủ định trong vấn đề mà dùng cái chi phí cái beta carotene này, mình tóm gọn để dễ hiểu là hoàn toàn sai lầm. Vậy đi, cho là hoàn toàn sai lầm, bởi vì căn cứ cái này là ý kiến riêng của Phượng nha. Mình cứ căn cứ trong một cái điều là mình phải so sánh, dù là cho Phượng không có kiến thức nhưng mà Phượng sẽ dùng một cái cách để mà dễ dàng make sense để mình so sánh một cái công ty, một cái tập đoàn rất là nổi tiếng đã tồn tại trong một cái thị trường 27 năm với trên 75 khoa học gia và trên những người professional 125 người với 3 phòng lab lớn trong một cái quá trình nghiên cứu rất là để lâu để mà phát minh research ra một cái dòng sản phẩm cho bản thân của mình. Thì cái này đã được approve bởi tất cả mọi người của toàn cầu, của tất cả những cái tập đoàn khoa học gia, không riêng chỉ một mình. Cho nên khi nào cái chuyện mà nếu có lên án thì cả toàn cầu nó lên án, chứ không phải là một người nào đó. Cho nên khi chúng ta có một cái bài báo nào đó, một cái gì mà nó lên án, thì dĩ nhiên trong cuộc sống mà có người như Trinh vừa mới trình bày, hai cái phòng lab đó, nó đã làm một cái mistake, mình cũng không có nói được, trong cuộc sống ta phải có mistake. Chưa kể những cái bài báo gọi là đối với Phượng cái từ là lá cải thì có thể nó là cạnh tranh đúng không? Phải nói này, nói kia, nói nọ. Cho nên những cái đó là những điều không có căn cứ. Chúng ta phải có cái niềm tin là chúng ta đang làm việc với ai, chúng ta dùng sản phẩm của ai, chúng ta có những cái buổi nói chuyện như vậy, chúng ta để biết được những cái chi tiết rất là mang cái tính rất là khoa học. Rồi sau đó chúng ta có cái niềm tin. Khi chúng ta đã có niềm tin rồi thì chúng ta không cần phải bàn cãi. Và hơn nữa, những cái chuyện giống như vậy trong công ty của tập đoàn thì tất cả mọi người thế giới họ đang nhìn, họ dòm, họ ngó và họ giải quyết, không tới phiên của mình để mà mình cần phải giống như là nhận định nó sai, nó trái hay nó xấu hay nó tốt ha. Bởi vì trong kinh doanh lúc nào cũng có competitor, tất cả những cái công ty khác đều đang dòm ngó công ty Nu Skin, tìm những cái điểm sơ hở của Nu Skin để có thể hạ Nu Skin xuống. Thì không dễ gì để mà nó để yên giống như vậy. Cho nên chúng ta cần phải có cái niềm tin thì nó sẽ dễ dãi hơn cho mình. Chúng ta không cần phải mất cái thời gian tốn energy cho những việc như vậy. Và còn những cái kiến thức cơ bản chúng ta nhớ rằng là beta carotene, giống như Trinh vừa nói, dạng làm ra dưới dạng điều chế ở trong dạng khoa học thì nó sẽ đọc dạng natural, thiên nhiên thì nó sẽ tốt. Và trong cái tea tree nó có cái chúng ta là dưới dạng lấy từ những trái cây dược thảo thiên nhiên. Cho nên cái điều đó là cái điều tốt hẳn hoi. Và dĩ nhiên cái điều thứ ba là chúng ta dùng cái lượng gì quá lớn thì lúc nào nó cũng độc, phải nên nhớ là giống vậy. Trong khi cái dose effect của chúng ta trong cái chai của chúng ta cộng với life effect nano là dưới 20 là nó perfect trong cơ thể của chúng ta, chứ không lên 50mg giống như là Trinh đã từng nói. Dĩ nhiên nó sẽ có độc nếu chúng ta bị ai đó đầu độc. Mỗi một ngày đều cho ta một cái hàm lượng beta carotene trên 50mg và dùng mỗi ngày giống như đầu độc trong phim tàu vậy đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có độc. Chúng ta phải hiểu những cái cấu trường cơ bản như vậy. Cho nên có người sẽ nói về ung thư. Riêng cái cạnh mà khi mình nói về mà nó còn tạo cho ung thư thì mình cần phải coi lại một cái cạnh khác rất là tốt đẹp. Đó là Trinh có biết không, chính bản thân của chị Phượng làm một cách phản xạ tự nhiên, bởi chị Phượng không phải là một nhà khoa học gia, không cần phân tích nhiều. Nhưng qua cái quá trình gọi là life experience bản thân mình dùng và một cái kiến thức cơ bản của mình trong cái khả năng của mình thì chi tri nó hỗ trợ rất nhiều cho việc phòng chống ung thư. Trên em có thể nói rõ những cái chất cơ bản nào mà chi tri đã phòng chống và cần thiết trong việc chống ung thư, khác hẳn với những cái information mình nói kia là làm cho nó ung thư, mà hiện tại thực tế nó là một cái chất mà phòng chống ung thư. Thì sẵn tiện em có thể cho các anh chị em ở đây biết chi tiết cái vấn đề này. Thì cái phòng chống ung thư thì giống như em nói là cái này là những cái mình không thể là nói thẳng là ok uống nước gấc là sẽ chữa được ung thư, thì cái đó không phải. Nhưng mà uống nước gấc nó sẽ ngăn ngừa được rất là nhiều biến chứng xảy ra trong cơ thể của mình, trong đó có bệnh ung thư. Là bởi vì khi mà em nói á, là ung thư của mình á, là cái tế bào nó chết đi, nhưng mà thật ra là do cái quá trình thì nó cũng phải đi vào cái technical là gene expression. Gene expression tức là tất cả đi từ cái DNA vào cái gene của mình, rồi từ cái gene nó biểu tượng xuống, nó express, nó đi sai. Giống như một khi nó trật đường rầy thì sẽ bị ung thư. Trật đường rầy là do thế nào? Là do những cái free radical trong con người của mình. Giống như em nói, cái mitochondria mỗi ngày nó hoạt động để giúp cho cơ thể của mình. Nhưng cái trong cái quá trình mà nó hoạt động á, nó sẽ thải ra cái độc tố, những cái free radical
đó là cái everyday đều có hết trong khi em đang nói chuyện với chị, là cái mai thân con người của em nó đang work, em đang uống miếng nước hay là em ăn cái gì buổi sáng, tức là những cái đó sản xuất để em có thể ngồi để nói chuyện. Thì trong cái quá trình mà sản xuất để nuôi cơ thể của mình là nó sẽ release ra cái free radical. Nhưng mà khi em còn trẻ, trong cơ thể, trong cái mitochondria của em có một cái enzyme, tức là một cái chất xúc tác gọi là SLD hay là những cái cơ thể khác nó đều có để nó trap, giống như nói là giống như dùng cái khăn để mà mình có thể lau nùi, mình lau chùi cái nước của mình đó, mình lau được đó. Nhưng mà nước gất nó giúp bằng cách là cái lượng antioxidant của nó rất là cao, khi mà nó vào trong cơ thể của mình là nó đi cả cái cơ thể của mình, nó thấy chỗ nào có free radical là nó trap hết, tức là nó quench, nó diệt hết. Khi mà nó diệt hết là không có cơ hội cho những cái free radical này tác động vào những cái tế bào lân cận là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là nó không, cái quan trọng mà then chốt nhất là nó không có đi vào được cái DNA. Em nói là DNA của mình được bảo vệ bởi một cái nucleus, một cái màng, và trong đó là có DNA. DNA nó mới replicate, giống như là trong đó anh nói là giống như là hai cái đường rầy khi mà đụng lại với nhau thì trở thành một cái đường rầy để cho chiếc xe lửa chạy. Thì cái đường rầy đó khi mà nó đi đúng đường á thì mình không bị train crash. Nếu mà ai phá cái đường rầy ở đây sẽ bị train crash. Thì những người khi mình còn trẻ mình không bị ung thư là tại sao? Là bởi vì cái đường rầy của mình đi đúng đường. Khi mà nó ra khỏi cái nucleus, nó tạo một cái đường rầy để đi tới tất cả những tế bào khác trong cơ thể của mình. Tức là như là một cái vận chuyển, giống như là em nói là giống như là một cái train để chở những cái thức ăn, những cái dinh dưỡng, những cái đồ tốt đi tới tất cả những cái cơ quan khác trong cơ thể của mình. Tự nhiên có một người đi ngang phá cái đường rầy đó đi. Đó, những cái người đi ngang phá cái đường rầy của mình, đó là cái free radical. Nhưng mà nó phá cái đường rầy của mình, có nghĩa là nó đi sai, thì nó sẽ đi đến những cái tế bào ung thư và những cái biến chứng khác. Cho nên cái nước cất nó giúp bằng cách là cái hàm lượng ở trong nước cất rất rất là cao, mà lại là thiên nhiên nữa. Nó đi, khi mà nó vào cả con người của mình là nó đi hết tất cả tế bào. Nó tìm thấy những cái free radical ở đâu là nó quench, tức là nó mót hết tất cả những cái đó. Cho nó ngăn ngừa được nhiều trong đó có ung thư, là cái thứ là một cái nan y, trong đó nó giúp được cho cái hệ miễn dịch là bởi vì nó làm cho tăng được cái một cái tế bào, một cái protein tế bào máu gọi là MHC2, nó là viết tắt là MHC2, nó tăng cái protein nó lên, thì cái protein nó có khả năng là ngăn ngừa chống ví dụ cái signal molecule, nó có thể diệt được cái tế bào ung thư của mình. Đó là những cái, hoặc là những người bị dị ứng khi mà uống vào nó tăng cái hệ miễn dịch, nó khác với những chất khác là bởi vì nó tăng được cái protein mà nó xích, gọi là em nói là cái signal molecule, nó attack những cái foreign molecule, nó tăng cái đó lên. Thì khi mà nó tăng nó lên được cái đó thì nó giúp được mình rất là nhiều. Đó là một trong những cái lý do mà tại sao nước gấp khi mà tôi càng tìm hiểu thì nó rất là quan trọng cho cơ thể của mình. Ok, có nghĩa là chúng ta tóm gọn lại, chúng ta có thể suy nghĩ rằng là cái hàm lượng antioxidant ở trong cái chi tuy rất là nhiều, mà chính vì cái hàm lượng antioxidant nó giúp bảo vệ cái DNA. Cái DNA là cái điều quan trọng chính trong cơ thể của mình, cũng giống như là nó sẽ giúp cho chúng ta, giúp ta có thể giống như là diệt được những cái phân tử gốc tự do là free radical. Thì các anh chị em chúng ta có thể tự hình dung một cách rất là đơn giản, đó là những tế bào của chúng ta đang bị tấn công bởi những cái phân tử của cancer, ung thư. Thì cái tế bào của chúng ta đang mệt mỏi rồi, mà bây giờ nếu trong người của chúng ta có một cái hàm lượng free radical quá lớn do môi trường, do thức ăn, do trị xạ, những thứ ở trong người mình quá lớn, mà nếu chúng ta không diệt nó đi thì ngoại trừ nó đang bị bởi những cái phần tử của ung thư rồi, mà nó còn bị tấn công bởi những cái free radical nữa, cho nên chúng ta sẽ dần dần tới cạn kiệt và chúng ta sẽ đi tới tử vong. Cho nên nếu chúng ta cứu hồi lại, chúng ta muốn cứu hồi lại những cái tế bào đang bị ung thư đó, thì trước tiên trong quá trình chúng ta vẫn đang trị bệnh đối với bác sĩ thì chúng ta cần phải clean out cái môi trường, cái những phân tử gốc tự do, cái free radical đang lang thang ở trong cơ thể của chúng ta mà nó đang chầu trực gọi là tấn công vào những cái tế bào này, thì bằng cách là chúng ta dùng nước gốc chi tuy để mà chúng ta có một cái hàm lượng antioxidant trong để mà nó tiêu diệt hết những cái free radical. Đó là cái phương pháp và phòng chống. Cho nên các anh chị em chúng ta đừng có lầm tưởng rằng là uống chi tuy thì sẽ chữa bệnh. Nó không có chữa bệnh, mà nó giúp, nó giống như là ngoài hậu cần vậy đó, nó hỗ trợ, nó giúp cho cái môi trường, mình có thể xài cái từ gì để cho dễ hiểu thông dụng nha, là cái môi trường trong cái tế bào của mình nó được clear out, không bị tấn công thêm bởi những kẻ địch thù khác, đó là free radical. Thì nếu nói giống như vậy đó Trinh, thì mình chị nghe tới cái phương pháp giống như vậy thì chị lại liên quan tới cái Lipat Nano, bởi vì trong lai thác là cái hàm lượng antioxidant cũng rất là cao, đúng không? Cái hàm lượng antioxidant cao lắm,
Cho nên nếu vậy thì Trinh có thể cho biết được sự kết hợp hài hòa tốt giữa cái tea tree và cái life hack nano thế nào trong cái công việc phòng chống ung thư này Trinh? Dạ, thì một cái nó gọi là trong cái danh từ chuyên môn nó gọi là synergistic effect, có nghĩa là hợp tác chung vẫn tốt hơn là mình làm một mình. Thì nó cũng vui, và giống như mình đi làm công việc của mình đi kiếm những người business partner có cùng với lý tưởng của mình để mình expand cái network của mình. Thì giống như em ví dụ để cho anh chị dễ hiểu, mình làm một mình sẽ thất bại, mình làm một mình sẽ không thành công được. Thì cũng giống như cái life hack nước gấc uống chung nó tốt cho cơ thể của mình, nhưng mà một mình của nó không thể nào có đủ khả năng để làm hết những cái tiết tấu khác, bởi vì cơ thể của mình nó rất là trừu tượng. Cho nên trong cái life hack nano và cái vitality thì nó trợ giúp cho cái mitochondria nó trap cái phần bên đó, còn ở trong cái life hack nano thì nó có những cái giống như là mineral thì bên đây không có, rồi nó có vitamin C hay là nó có vitamin A, nó có thêm những cái, rồi nó có thêm omega 3 mà trong đây cái nước gấc không có, nó hỗ trợ thêm nhiều cái, tức là hai cái ba cái dòng chung. Thì trong cái danh từ y học hay là dòng của em nó gọi là synergistic effect, synergistic tức là together, tức là cái công hiệu, cái hiệu lực của nó sẽ được toàn cầu hoàn chỉnh nếu mình có được cái perfect combination giữa life hack nano và thari và nước gấc. Nó sẽ đi chung, nó sẽ hiệu quả hơn, thay vì á hiệu quả của nó là 100% của nước gấc, nếu mình uống chung này sẽ lên được 300%. Đại khái là những cái đó, là những cái mà nó đi chung, nó phối hợp. Giống như mình có được cái nước gấc nó có những ưu điểm này, rồi bên cái life hack nano có những cái ưu điểm khác, cho nên hai cái ưu điểm nhập lại mình sẽ có được một cái sức khỏe hoàn mỹ. Đó là sự phối hợp giữa hai cái mà em lúc nào cũng khuyên, mà actually nói với em là ba cái, life hack nano, nước gấc, duy trì là ba cái căn bản có thể giúp được rất là nhiều. Ok. Có nghĩa là ở đây cái anh chị em của chúng ta biết rằng là cả hai bên chúng ta đều có hàm lượng antioxidant rất là cao, nhưng mà giống như Trinh vừa nói là mỗi một cái nó có một cái mang đến tính chất đặc biệt riêng, hỗ trợ với nhau để đem tới một cái kết quả hoàn mỹ nhất. Thì ở đây Phượng có thể bổ sung thêm một chút xíu để cho, tại vì Phượng business ở bên ngoài đó, có thể là những cái từ của Phượng nó có thể giúp cho một phần dễ dàng hiểu hơn. Thì các anh chị hiểu là có nghĩa là những cái mineral, những cái vitamin ở bên cái life hack nano thì bên chi tuy không hề có. Cho nên khi chúng ta dùng life hack nano là chúng ta cung cấp một cái dòng dinh dưỡng cho cái tế bào của chúng ta. Bởi vì chế tế bào của chúng ta là cái mitochondria, có nghĩa là cái ti lập thể đó vẫn cần những cái dinh dưỡng vào trong cơ thể để mà support, để nuôi cái tế bào của mình cho nó khỏe mạnh. Sau đó thì trong cái việc mà phòng chống ở bên ngoài, mà cái vấn đề mà free radical, những cái chất độc khác là ở bên đó chi tri kết hợp tương tác với nhau. Ví dụ như một cái tế bào của chúng ta đang bị ung thư đúng không, thì dĩ nhiên chúng ta đang cạn kiệt, và tế bào nó đang mệt mỏi mà thiếu dinh dưỡng, nếu chúng ta không có life hack nano được cung cấp một lượng dinh dưỡng cơ bản cần thiết thì cái tế bào của nó cũng không có healthy. Dù cho chúng ta có diệt những cái free radical thì giúp trông giống như địch ở bên ngoài tấn công vô thôi, nhưng nội tạng ở trong chúng ta vẫn chưa có khỏe mạnh. Chính vì thế mà chúng ta dùng life hack nano, có nghĩa là bản thân chúng ta tu bổ cái energy, cái nutrition trong cái tế bào của chúng ta khỏe khoắn. Bên ngoài chúng ta có một cái hàm lượng từ ở trong chi tri giúp đỡ tiếp xúc thêm để diệt đi những cái kẻ địch free radical bên ngoài, cho nên trong khoảng thời gian mà tế bào chúng ta được khôi phục và chúng ta vẫn chữa bệnh đối với xạ trị hay cái gì đó đối với bác sĩ vẫn là bình thường. Và các anh chị nên nhớ như vậy, khi chúng ta càng xạ trị, trong quá trình xạ trị là chúng ta sẽ có một hàm lượng free radical được tạo ra rất là lớn. Để ý là các anh chị sẽ thấy giống như là mình Phượng cũng có mẹ Phượng ung thư, mình biết là khi quá trình xạ trị thì sinh ra da vàng rụng tóc, đó là những cái biến chứng, những cái mà free radical nó sinh ra, nó damage trong cái system bên trong của con người của mình. Chính vì vậy mà life hack nano và GG nó có một cái sự tương tác hợp tác rất là khích khao. Và dĩ nhiên sẽ có cái vitality nữa, thì ngày hôm nay chúng ta hơi dừng lại ở đây chút xíu là bởi vì sẽ dành cho Thị Trinh một cái bữa chuyên trị về ung thư, sự kết hợp hài hòa giữa vitality, GG và cái life hack nano thì nó sẽ phòng chống ung thư một cách tuyệt hảo nhất. Và những người chưa có ung thư thì chúng ta sẽ phòng chống vĩnh viễn. Những người bắt đầu chớm thì sẽ được khôi phục hoàn toàn. Và thậm chí những người đang trong tình trạng giai đoạn chót có thể là chờ tử vong luôn, nhưng đã được cứu lại nhờ cái vitality, cái life hack nano và chi tri. Thì cái đó chúng ta sẽ có một cái buổi chia sẻ rất là cụ thể hơn, chi tiết hơn vào trong tuần tới.
Còn hiện tại về để mình có một cái chương trình về chi tri, cho nên để Phượng sẽ có những cái câu hỏi mà rất là nhiều người thắc mắc. Dù là quá giờ một chút xíu nhưng mà Phượng cũng cố gắng hỏi cho nó xong cái buổi chi tri này. Bởi vì chúng ta sau khi nghe một cái buổi xong, chúng ta cần phải hiểu rõ về chi tri ra như thế nào ra sao. Thì có một cái câu hỏi nữa mà người hỏi cho Phượng đó Trinh, là nói rằng là khi mà cái chi tri á, người ta nói dùng chi tri trong một cái quá trình họ có thể làm giảm cái lượng cholesterol, là có nghĩa là máu ở trong mỡ đó, không biết có vậy phải không em? Bởi vì một số người, ngay cả team của chị, khi họ bị cái bị vấn đề cholesterol đó, thì thật sự khi họ dùng cái chi tri xong thì họ cũng hết. Cho nên là với cái kiến thức là một người khoa học gia của em, thì em có thể phân tích cái chi tiết hơn là những cái thành phần chính gì mà nó có thể làm giảm cái cholesterol. Cái cholesterol trong người của mình á, để mình gọi là sao, tức là khi mà mình ăn những chất béo, những cái chất mỡ nhiều thì nó sẽ tích tụ trong cơ thể của mình. Thì dẫn em cũng nói đây luôn là cholesterol là cần thiết cho cuộc sống trong cơ thể của mình nữa, chứ không phải là không cần. Nhưng mà ở cái lưỡi như nói là cái gì cũng vậy, ở cái lượng nào là cái lượng tốt, cái lượng nào là không tốt. Thì ở trong cholesterol á, trong cái quá trình synthesis của cholesterol, mình gọi là bio synthesis của cholesterol, để sản xuất cholesterol để nuôi cho cơ thể của mình, là mình có thể cần có trong cuộc sống, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều tế bào khác. Nhưng mà nếu mình có quá nhiều thì nó sẽ đi vào trong máu, rồi nó sẽ clog những cái ven, những cái mạch máu này nọ, những cái artery nó block đi, thì mình sẽ bị stroke, heart attack. Đó là những trường hợp mà tại sao nước gấc nó giúp. Thì nước gấc á, nó nó chặn đường, nó chặn cái con đường synthesis của cholesterol. Tức là giống như em nói là ví dụ như chị đi từ A tới B là con đường đó chị đi, còn tức là cái cholesterol đi từ A tới B là trong cơ thể mình đã đi. Nhưng mà ở trong cái nước gấc này á, có những cái cấu kết, những cái phân tử nó tương tự giống cái cholesterol, cho nên khi mà cái con đường cholesterol đi á, nó nhìn lộn cái nước gấc là bạn của nó, cho nên nó sẽ dùng cái đó để nó thay thế. Cho nên khi mà chị đi thì sản xuất ra thì có thể là vô tình đi là chị giết đi những cái tế bào, những cái quá trình sản xuất ra cholesterol. Đó là lý do mà tại sao khi uống nước gấc, mà giống như chị nói là thêm, chỉ có một số người nói là cái lượng cholesterol của họ giảm, là bởi vì nó interfere vào cái bio, cái synthesis của cái con đường mà cholesterol đi trong cơ thể của mình. Nó ngăn chặn, nó block cái cholesterol synthesis. Nó có cùng một cái pathway, nó loại này ha. Cholesterol á, nó có một cái pathway, gọi là cái metabolic pathway, để sản xuất ra cái cholesterol. Cholesterol ở trong nước gấc á, nó share cùng cái con đường đó, hai người cùng đi đến đường đó. Cho nên khi mà chị có cái lượng cholesterol trong nước, cholesterol trong nước gấc nhiều á, nó sẽ overdrive cái con đường của cholesterol đi, cho nên nó block đi cái cholesterol synthesis, thì nó giúp cho mình không bị cholesterol trong người, không có bị máu mỡ cao trong máu. Đó là một cái những nguyên nhân mà nó gọi là, có thể nói là beautiful, nó tức là nó tác động nhiều công cụ, nhưng mà trong đó có một cái công cụ là nó chặn đường, nó block, nó hai con người cùng đi một con đường đó. Khi mà em giống như chị đi con đường đó thì có một người khác cũng đi con đường đó, mà nó sẽ chặn con đường của chị lại, thì nó một cách nó giúp tối ưu cách là nó chặn cái đường của cholesterol, mà để cho cholesterol đi, thì nó sẽ làm cho những người mà uống có bị mỡ trong máu, vô tình uống nước gấc, nó giúp cho những cái khác, mà nó cũng sẽ giúp cho giảm lượng mỡ trong máu luôn. Nếu như thì em nói thì cái lượng của cholesterol ở trong cái chi tri rất là powerful, bởi vì trong team của chị đó thì có những người có cái hàm lượng cái cholesterol rất là cao, nhưng mà khi họ dùng cái chi tri đó thì họ giảm rất là tối thiểu. Không biết trong một quá trình họ dùng nữa thì có thể hết hẳn luôn hay không, thì Phượng vẫn chưa, chị Phượng vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng mà chị biết rằng là họ có một hàm lượng cholesterol rất cao, nhưng mà khi dùng á thì họ sẽ giảm đi, phải nói là một cái tốc độ rất là nhanh. Nếu nói như vậy thì cái cholesterol ở trong cái chi tri thật là powerful hay em hả? Có nghĩa là không, đi mà dạ dạ, chị, để em chị nói là cái carotenoid
carotenoid ở trong cái GC chứ không phải cholesterol. Có nghĩa carotenoid ở trong cái GC nó rất là powerful, nó share cùng một tuyến đường của cholesterol đi. Cho nên khi mà chị uống cái nước gấc vào, nó sẽ chặn cái con đường của nó share, tức là hai người cùng share tuyến đường, nhưng mà nếu mà chị đi nhiều, chị sẽ override cái tuyến đường của cholesterol đi. Take over. Giúp cho nó take over cái con đường đó, nó take over, tức là nó block luôn cholesterol, tức là nó block cái đường của cholesterol đi để nó đi, tức là nó đạp lên cholesterol để mà nó đi. Nó đạp lên nó đi thì cholesterol sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà sẵn em cũng nói luôn, không có nghĩa là mình có điều cái này tôi uống vô nó sẽ diệt cholesterol của tôi, vậy ngày mai tôi ăn một ký mỡ vô nó vô cũng diệt, thì cái đó cũng không phải là đúng. Tức là mình cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình cũng phải ăn điều độ đúng thì nó mới giúp được mình, chứ không phải mình nghĩ là cái này là cái powerful nó giúp được cho mình, là ngày mai mình ăn ký thịt heo, ngày mai mốt mình ăn ký mỡ cái gì thì cũng sẽ không giúp được. Ok, có nghĩa nếu như vậy cũng có nghĩa đồng nghĩa là dĩ nhiên là chúng ta sẽ có một cái cuộc sống kiêng khem rồi, cái điều đó là điều yêu cầu cần và đủ rồi. Nhưng mà có nghĩa rằng là khi nếu người nào bị cholesterol thì chúng ta dùng tea tree trong một khoảng thời gian dài hạn thì chúng ta gần như sẽ được giảm thiểu, đúng không em? Có nghĩa là nó sẽ take over theo năm tháng mình dùng thì mình nói là nó không có chữa bệnh, nhưng mà trong cái quá trình, nếu mà cái quá trình mà em mới vừa giải thích như vậy thì trong một khoảng thời gian mình sẽ giảm rất là hữu hiệu, phải không em? Dạ, thì em nói là nó sẽ giảm, nó sẽ block cái cholesterol synthesis. Nếu mà chị là những người có bị cholesterol cao, nó sẽ giúp cho chị rất là nhiều. Có thể chị có thể là eventually chị sẽ không có cần phải dùng thuốc của cholesterol của Pfizer nữa, nó sẽ giúp cho chị. Nhưng với điều kiện là chị phải ăn uống, không có nghĩa là em nói là nó sẽ giúp cho mình, nhưng mà không có nghĩa là mình abuse sức khỏe của mình mà expect là nước gấc nó giúp cho mình thì không phải. Tức là chị vẫn phải ăn kiêng cự, tức là mình không phải là mình kill out, tức là life cũng phải enjoy life, có nghĩa là đi chơi vacation mình cũng này nọ ăn được, không có nghĩa là mỗi ngày chị dọn vô 1-2 ký thịt heo quay, 2 cái thịt ba rọi, một ngày này ba rọi, ngày mai heo quay, ngày mai ăn bơ này nọ, rồi xong chị expect nước gấc nó quấn nó giúp cho mình đẩy cái cholesterol chị ra, thì cái đó sẽ không giúp được cho chị. Thì đó là cái muốn nói, tức là nếu mà chị kiêng cự, chị ăn đúng cái ấy thì eventually nó sẽ giúp, là nó sẽ phá đi cái đường cholesterol đi ở trong cơ thể của mình, nó sẽ giúp cho chị không bị cholesterol nữa, với điều kiện là chị cũng phải hợp tác với nó. Ok, vậy là tin mừng cho tất cả các anh chị em ha, chúng ta có thêm một cái dòng sản phẩm nữa để có thể hỗ trợ chúng ta. Vậy thì bây giờ để mà tóm lại trong cái buổi này để cho các anh chị em có thể mà rõ hơn nữa đó, thì em có thể biết rằng là cái chi tri ngày hôm nay mình nói đó, có thể là cái tác dụng của cái chi tri chung để cho nhiều khi có mấy anh chị em hoặc là mấy cụ già có thể dùng một cái keyword rất là tóm gọn là cái tác dụng hữu hiệu của khi mình dùng cái chi tri là gì không em? Mình tóm gọn lại cho nó đơn giản. Khi mình cầm một cái chai chi tri, đúng không? Mình đưa cho một cái người bạn thân của mình, thì cái tác dụng chung của chi tri là gì? Em có thể cho một cái câu kết cục giống như vậy để cho các anh chị em thấy rõ ràng hơn. Kết cục lại hả? Giống như em thì em không có muốn dùng cái chữ này. Em sẽ nói là cái này giống như người ta nói là fruit from heaven. Em có thể nói là uống cái này thì là trị bá bệnh, thì cái đó em sẽ không có nói, nhưng mà em nói là một cái này là một trong những cái mà không thể nào thiếu sót trong cuộc sống, bởi nó thay thế được rất là nhiều thứ. Nó thay thế được tất cả những cái rau quả mình ăn ngoài chợ sẽ không bao giờ tìm kiếm được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó giúp cho mình tiêu hủy những cái chất độc, những cái toxin ở trong ngày, trong con người mình mà mình expose mỗi ngày, đó là cái thứ nhì. Rồi một cái nữa, nếu nói về những cái công dụng của cái nước gấc thì em không cần phải nói, các anh chị cũng đã biết. Mình vào mình search trong cái Pharmanax của mình thì mình biết được công dụng của nó rất là nhiều. Và nó có, theo quá trình nghiên cứu, không phải chỉ của Pharmanax không đâu, những cái research khác nó cũng có nói về nước gấc nữa, chứ không phải chỉ một mình Pharmanax. Cho nên cái hữu dụng, những cái chức năng mà tuyệt vời ở trong nước gấc nó rất là cao. Mà bây giờ những cái thị trường khác, em nói một cái là bởi vì nói chung quy đi lại thì Pharmanax vẫn đi trước, họ đi trước những cái competitor của mình 10 năm 15 năm, tùy theo cái age lock là coi như là những chỗ khác là ở lại. Nước gấc đã là độc quyền của Pharmanax, tức là em muốn nói một câu, em nhấn mạnh đây là ông Joe Chen, ông có một cái advantage đó, là ông là người Trung Quốc.
thứ nhất nữa, thứ nhì nữa là bởi vì ổng là scientist giống như cái ngành của em, tức là ổng là bên pharmaceutical research, and then cái partner của ổng là Michael Chen, ông đó là medicinal chemist, tức là cùng giống cái ngành của em, còn ông Joe Chen là pharmacologist. Cho nên hơn nữa cái kiến thức của ổng là từ cái background của ổng là cái truyền thống về đông y, cho nên khi mà ổng học, ổng được học, ổng được đào tạo bởi tây y, tức là ổng phối hợp giữa đông y và tây y, cho nên những cái đó là những cái research scientist khác sẽ thiếu cái knowledge đó. Cho nên khi mà ông ta bước vào cái con đường pharmacist, ông đi vào con đường này, tức là ông lợi thế hơn rất là nhiều người khác. Cho nên những scientist khác sẽ thua ông ở chỗ đó là ông sự hiểu biết của ông rất là nhiều. Ông phối hợp được hai cái lại, cho nên ông đi trước tất cả rất nhiều người. Thậm chí khi em làm ở trong cái ngành phong sư của em, những người boss của em này nọ là họ tất cả phải do Western Caucasian American. Cho nên những cái đông y họ vẫn wonder tại sao nó giúp được người Trung Quốc mình mấy ngàn năm nay, người Việt Nam mình mấy ngàn năm nay. Tất cả họ bây giờ họ bắt đầu tin, họ đã wonder, nhưng mà cái đó tin cái wonder của họ it's too late, không? Ví dụ em thậm chí mình đã biết trước bao lâu rồi, mình biết cái truyền thống của mình là những người giúp được mình, thì ông Joe Chen ổng lợi thế ở chỗ đó là ổng walk away với cái knowledge của ổng, học được cái huấn luyện của ổng từ đông y và những cái tây y hợp tác lại, cho nên nước đất độc quyền của Pharmanac là một cái mà mình làm việc mà em cảm thấy là we are lucky có được những sản phẩm mà những công ty khác không có. Thì trong nước rất nó giúp được cái gì, nó giúp rất là nhiều, giống như em nói là cái immune system của mình là bởi vì nó tăng được cái lượng nếu mà nói về chuyên môn là nó giúp cho cái T4 cell tức là những cái tế bào để giúp cho cái immune system. Hôm nay em nói thường em nói là antioxidant là những chất để chống oxy hóa nó khác, nhưng mà ở trong nước rất nó có những cái chất để chống cái immune system là chất đề kháng ha. Thì cái đó là hai cái mà em lúc nào cũng phải phân biệt rõ giữa chữ đề kháng và antioxidant. Nhưng ở trong nước gấc thật sự nó có những chất là nó giúp cho cái immune system là cái rất là quan trọng, mà những người bị allergy uống nước gấc vào sẽ thấy khác biệt, là bởi vì nó rất là hữu hiệu bằng cách là giống như em nói là nó giúp cho cái T4 cell, một cái là MCH2. Chỉ như cái danh từ chuyên môn anh chị không cần phải hiểu, nhưng mà cái ratio của những cái này nó giúp nó enhance lên cho cái hệ miễn nhiễm của mình, cho nó giúp từ rất nhiều nhiều. Cho nên khi mà hệ miễn nhiễm mình cao thì mình có thể chống giống ngừa được nhiều cái ung thư và những cái gene mutation. Khi mà cái immune system của mình cao, mình có thể destroy được những cái gene mutation. Khi mà destroy được, phá hủy được những cái gene mutation thì sẽ ngăn ngừa được nhiều bệnh, trong đó dĩ nhiên là phải có ung thư. Tại vì ung thư phần đông là do gene mutation, là giúp làm giảm huyết áp, giảm lượng cholesterol, tức là hệ tim. Quan trọng nữa là mắt, là bởi vì trong đây cái beta carotene, khi mà nó breakdown trong đó là beta carotene là hai cái phân tử của vitamin A, mà vitamin A có nhiệm vụ là giúp cho cái mắt của mình, làm cho mắt mình sáng, và những cái võng mạc của mình cho những người già lớn tuổi bị cataract á, nó giúp cho đó, nó giúp, tức là nó giúp nhiều, rồi nó giúp cho da của mình nữa. Rồi nó giúp cho những cái người bị prostate cancer, cái phần đó. Rồi hơn nữa là vitamin E ở trong cái nước gấc, là bản như nói là lipocalcium, nó giúp đưa cái vitamin E vào trong con người mình ở cái lượng thẩm thấu rất cao, thì nó giúp cho gan. Đó là cái quan trọng. Khi mà nó giúp được cho gan thì nó sẽ giúp được cho mắt, giúp được cho da. Tại vì phần đông da của mình ảnh hưởng là bởi vì cái gan mình bị xấu. Khi mà gan mình tốt thì da mình cũng sẽ tốt. Cho nên nếu anh chị để ý, mình uống xong rồi á, 2 tháng sau tự nhiên da mình nó mẩn, mà nó khá thế nhiều, mắt mình nó thấy rõ hơn. Có nhiều người bị dry eye, nó sẽ giúp cho dry eye, nó giúp cho hệ tiêu hóa. Những người mà bị bón này nọ, nó giúp cho hệ tiêu hóa. Đó là lý do một cái mà trong trường hợp giống như mẹ em bị trị 40 năm mà nó giúp, sau 40 năm bây giờ dùng 3 cái này nó giúp cho hệ tiêu hóa. Đó là một cái, những cái rất là đơn giản mà mình hàng ngày mình không nhìn thấy đó, nhưng mà mình uống vào rồi anh chị sẽ nhìn thấy một ngày một chút có sự thay đổi, là một cái mà em khuyên mọi người. Chứ mà trên nước đất, ví dụ em đi làm quà, mỗi lần em đi tặng đây em cũng nói luôn, mỗi lần em đi tới một nhà người nào đó, thay vì đi chợ mua đồ thì em tặng họ một cái gift set là 2 chai gất hoặc là 4 chai gất. Hay là đi tới nhà bạn, hồi xưa em tới một người bạn chơi, thay vì mình bring một cái bottle of wine, bây giờ em bring một cái bottle of gất. Soda là một cái, tại vì uống những cái shot rất là nice, nhưng mà hình thức là mình chia sẻ với họ là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là để cho họ build một cái awareness là nước gất là cái nước rất là tốt,
nếu công dụng mà nói ra có thể nói một ngày cũng sẽ không hết những công dụng của nước rất là nó giúp cho mình như thế nào. Anh chị có thể tự tìm trong cái phong nát của mình sẽ biết công dụng của nó. Nhưng mà cái em muốn nói là em đi vào cái chi tiết, tại vì em đối với một người scientist khi mà họ nhìn vào họ đọc, em có thể viết ra công dụng nhiều như chị nhìn, chị có thể viết ra cả đống công dụng, nhưng mà em phải biết được công dụng nó đi như thế nào, từ A tới B đi thế nào. Khi mà em thấy được cái bên trong từ A tới B thế nào thì em phải biết được cái quan trọng của nước đất, là nó rất là powerful, nó giúp được cho mình rất là nhiều thứ. Đó là cái mà em khi mà em đi là em chia sẻ, là đó những cái mà em chia sẻ về nước đất. Ok. Có nghĩa là bây giờ để chúng ta có thể kết thúc buổi hôm nay thì chúng ta cầm cái chai chi trì trong người, thì chúng ta có thể nói với người đối diện của mình là chi trì đó là một cái dòng sản phẩm là cứ chứa những cái chất mà không có thể thiếu trong cái cuộc sống của con người, cụ thể giống như là lycopene hoặc beta carotene vân vân. Cái thứ hai là chi trì này sẽ giúp cho chúng ta tiêu hủy những cái chất độc trong cơ thể của chúng ta mỗi ngày. Cái thứ ba là chi tri đó những có cái công dụng của chi tri rất cao mà thị trường khác không có thể nào so sánh được, đúng không? Và đặc biệt là chi tri này sẽ giúp cho chúng ta tăng cái hàm lượng antioxidant để mà bảo vệ cái gene, có nghĩa là cái DNA ở trong cơ thể của mình. Đồng thời chi tri sẽ giúp cho chúng ta có một cái giúp cái lượng đề kháng thể ở trong cơ thể của chúng ta một cách rất là hữu hiệu, nhằm cho nó ngăn ngừa những cái bệnh tật giống như là huyết áp, ung thư về mắt, da, gan, hệ tiêu hóa, vân vân. Cho nên là ngoài ra chi tri còn được phát minh và được điều chế bởi tập đoàn Pharmanet với những nhà khoa học gia rất nổi tiếng và tài ba trên thế giới. Và cho nên là những cái lời mà mình vừa nói ra thì có lẽ là sẽ gây một cái ấn tượng và một cái mang một cái nét rất là rõ ràng cho cái người đối phương. Và thời gian khá nhiều nhưng chị vẫn còn một cái câu cuối cùng rất là quan trọng dành cho Trinh. Đó là cái chai chi tri nó quan trọng giống như vậy thì chắc chắn là chúng ta phải có cách bảo quản nó cho tốt. Bởi vì nếu mà nhìn kỹ nó thì nó giống như là một cái điều thần được đối với mình. Nếu mình thấy được khía cạnh tốt của nó thì em có thể really quick chỉ dẫn một cách tóm gọn là cách bảo quản cái chi tri này như thế nào. Bởi vì chị biết trong cái tốt thì mình phải bảo vệ nó. Dạ, em quên nói. Em đi có nhiều chỗ em thấy các anh chị vẫn còn để nước đất ở ngoài trời sáng ha, thì cái này tuyệt đối nó sẽ làm cho những cái chất lycopene, beta carotene nó sẽ mất đi, bởi vì những cái electron ở trong cái nước đất nó sẽ nhảy, nó sẽ trầm khi mà đụng vào ánh sáng mặt trời hay là UV light tất cả, cho nên sẽ không còn có hữu hiệu nữa. Cho nên nước đất khi mà dùng á thì cái chai nào mà dùng rồi thì lại để tủ lạnh, khi mà lấy ra phải nhớ xét cho điều là để cái lượng lycopene là cái lượng gọi là acid béo nó sẽ lợn cần phía trên, cho nên chị phải xét cho điều thứ nhất đặng như vậy á nó mới thẩm thấu được cái lycopene, beta carotene, vitamin E vào cơ thể của mình, và nó đi chung với cái lycopene, cho nên phải xét cho điều trước khi uống là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là để tủ lạnh sau khi mở. Cái thứ ba là những cái chai mà chưa có mở khui ra đó là phải để trong bóng tối, không nên để ngoài sáng. Cái thùng khi nước đất khi mở tới hai chai đó, mình lấy một, anh chị thấy nó có một cái carton để đó không, là hình thức là để cho đừng có cho ánh nắng mặt trời chiếu vào. Cho nên một cái chai chưa dùng thì để nguyên như vậy, để trong cái closet của mình đó, để trong cái tủ. Đó là cái rất quan trọng, bởi vì nếu mà để ngoài ánh sáng thì cái công dụng của nước đất không còn nữa, hoàn toàn không còn nữa, là bởi vì khi đụng ánh sáng là nước đất nó sẽ jump, tức là jump đây em nói là những cái phân tử lycopene, beta carotene, lycopene là những cái electron quenching, nó thấy oxygen hay là thấy light, và nó tưởng là chất độc, cho nó sẽ nhảy ra, nó jump, nó sẽ trap những cái đó. Khi nó trap rồi là mình uống vào không còn hiệu quả nữa. Ok. Nếu nói như em vậy có nghĩa là hoàn toàn không còn hiệu quả, có nghĩa là khi chúng ta để một cái khoảng thời gian ngoài, có nghĩa là chúng ta uống nước chút chơi cho vui thôi chứ không còn có tác dụng nữa hay em? Dạ, đúng. Dạ. Yeah. Ok. Nếu giống như vậy thì em nói giữa ánh sáng mặt trời và cái light ở phía trong của cái tủ lạnh, dĩ nhiên là khi tủ lạnh chúng ta đóng cửa lại thì đèn không có, nó sẽ tối đúng không em? Cho nên chúng ta để trong tủ lạnh. Và ngoài ra tất cả các anh chị cũng biết rồi, khi cái gì dưới dạng liquid là chúng ta đều phải bảo quản nó, chứ không phải là riêng là không phải là để riêng trong cái riêng ở phía trong cái ánh sáng mặt trời trong chổng, và chúng ta xét đều là để cho cái chất ở trong chổng như Trinh nói. Vậy thì chị Phượng có thể có một ý kiến với giống vậy, vì lý do gì đó mà travel around đó, hoặc là do cuộc sống của mình có, thì khi mà mình dùng á thì mình có thể cover nó ở trong kính thì vẫn được phải Trinh hả? Khi mà em travel ví dụ như khi mà em travel thì em mua cái túi cái pouch nhỏ đó,
À, chị thấy cái phao khi mà em travel là em xài cái đúng đó. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chị biết cái phao đó rồi, nhưng mà chị đang hỏi về cái chai đó, vì bất cứ lý do nào đó, mình nếu gì mình để ở bên ngoài mình vẫn cover bằng những giống như cái tét mà để cover rượu rồi đó, nó vẫn tốt ha em hả? À dạ, yeah, nếu mà chị travel ra mà cái chai không có cái hộp á thì chị phải dùng aluminum foil. Ha. Ok. Phải là giấy bạc, giấy bạc thì giấy bạc nó mới không ánh sáng nó không vào cái aluminum foil được, còn những cái giấy khác vẫn đi vô được như thường. Ok. Okay. Dạ, nếu mà chị dạ cái chai mà chị để ngoài ánh sáng hay là chị xách đi mà chị không có cái thùng của phao nát còn nguyên đó thì chị phải dùng cái aluminum foil wrap lại, bởi vì cái aluminum foil nó sẽ giúp cho cái lượng ánh sáng hay là cái UV nó không absorb qua aluminum foil được. Ok. Cho nên là thank you Trinh rất là nhiều, cho nên các anh chị em chúng ta chú ý phần này nha. Cho nên đôi khi chúng ta dùng cái G2 mà chúng ta sơ sót trong cái phần bảo quản này, chúng ta sẽ thấy không thấy được cái công hiệu và chúng ta sẽ cảm thấy là ô sao cái này nó không có tốt. Chính vì thế mà chúng ta cần phải biết là nhớ nha, không bao giờ để ngoài ánh sáng, và khi chúng ta để ngoài ánh sáng khoảng có bao nhiêu lâu thì có thể theo sự dự toán của Trinh thì khoảng có bao nhiêu lâu thì nó hoàn toàn sẽ mất hết công hiệu Trinh. Cái này phải test. Dạ, cái này phải test em mới biết. Thường thường có nhiều cái nó unstable overnight, có nhiều cái giống như em nói trường hợp của em làm thí nghiệm thì có nhiều cái là tụi em làm là whole cái project cả năm trời là ở trong cái bóng tối mờ màu vàng hết. Tại ánh sáng màu trắng của mình, cái đèn trắng của mình, đèn neon trắng của mình á là nó expose cái nó rất là lẹ. Cho nên ví dụ như mình lấy ra mình uống liền ok, còn ví dụ một hai tiếng is ok, nhưng mà overnight mà ở ngoài ánh đèn trắng hay là ở ngoài trời bảo đảm là em nghĩ sẽ không còn có hiệu quả nữa. Chỉ vì cái này là do cái này kiến thức của em thôi, còn nếu muốn chắc chắn nữa thì phải qua thí nghiệm mới biết, tức là phải để thử rồi xong rồi đo bằng cái máy có gì mới biết. Nhưng mà đại khái là em khuyên là không có nên để ngoài ánh nắng. Rồi vậy thì chắc chắn rằng là tất cả các anh chị em chú ý trong cái phần showcase của chúng ta, thường thường có những cái chai G3 chúng ta để trong showcase. Nếu tất cả các anh chị em nào là người lấy trúng những cái chai nằm ở trong showcase thì chắc chắn là những cái chai đó là những cái chai nước đường uống chơi cho vui ha, là bởi chúng ta để ở đó rất là lâu, ánh sáng rất là nhiều, thì khi chúng ta uống vào chúng ta không có được cái hiệu quả gì thì chúng ta cũng đừng có lấy làm lạ nha, cho nên chúng ta không cần cái điều đó nha. Cho nên là chúng ta cần như là bỏ trên đó, thì mai mốt chúng ta khuấy màu vàng, chúng ta đổ nước chấm bỏ vào cái chai không đi, hơn là chúng ta bỏ cái chai thật ở trên sáng. Còn nếu chúng ta có để cái chai thật, sorry chị, thì giống như em thấy có nhiều tiệm mình em đi vòng vòng thấy có nhiều tiệm nail có cái tủ để nước gắn cái chai đó. Thì nếu mà anh chị willing coi như mình mất ha, mình bỏ 25 đồng ra mình trưng làm kiện thì rất ok, nhưng mà đừng có đưa cho người khác, như vậy không có tốt cho họ, là tại vì nó không còn chất lượng nữa, thấy không? Mình còn mình để nước màu khác vô thì nó không đẹp. Thì nếu như coi như mình bỏ 25 đồng mình làm kiện thì rất ok, nhưng mà đừng có lấy chai đó bán cho người khác thứ nhất, và cũng đừng uống, bởi vì em nghĩ nó không còn có hiệu quả đâu. Ok, thank you em rất là nhiều. Bây giờ thì mình cũng có một cái bàn tay giơ lên rất lâu từ hồi nãy giờ là Tony Tạ Kentucky, mình mở like cho Tony là Tony ơi. Hello Phượng ơi. Hồi nãy mình nghĩ trên cái là cái nước gót á, ví dụ như thường á, nó có expiry date là trong vòng khoảng gần 1 năm. Thì ví dụ như còn khoảng 2 tháng hay 1 tháng trước khi mà expiry date thì cái công dụng nó còn nữa không Trinh? Còn Tony nha. Cái expiration date thực ra cái công dụng của nước gót thì những cái chất lượng nó còn giống như hồi mới không, khi nó mới về không phải còn, chất lượng nó còn cái chất lượng vẫn còn sẵn. Thì chính muốn share luôn một cái nữa, tất cả những cái expiration đấy là hình thức để cho vui thôi, chứ thực ra không có theo cái đó được. Tại vì nếu mà không để á thì một ngày em nghĩ là nếu mà không chị Phượng thôi này, nếu mà không để cái expiration đấy, tưởng tượng một bao ngày có bao nhiêu triệu dân sẽ gọi vô Pharmanac để hỏi là cái này còn về được hay không. Cho nên giống như trong cái ngành nghiên cứu của thì Trinh cũng vậy, Lipitor hay tất cả thuốc mình phải để cái expiration date đặng chi, đặng cho khi mà những người nhìn thấy expire bữa nay thì là người ta biết, người ta không gọi. Otherwise không để là người ta đấy. Thực ra những cái expiration date này nếu nói thẳng nha, sao trừ những cái giống như là sữa, những cái mình dùng dietary mỗi ngày, dietary tức là những cái giống như là sữa da ua thì expire là phải dùng, hay bỏ là bởi vì không còn dùng được. Còn những cái thuốc vitamin hay là những cái thuốc trị bệnh á, một năm sau khi expire vẫn còn dùng được. Nước gốc ví dụ như là August 12 hay something vẫn it's ok, vẫn không sao hết, tức là cái hàm lượng vẫn y chang, không có thay đổi gì hết. Ok, cảm ơn rất nhiều về cái câu hỏi này của Tony, bởi vì Phượng cũng rất muốn chia sẻ với tất cả anh chị em trên conference call.
Bởi vì theo thời cuộc của kinh tế đời sống của mình đó, cho nên chúng ta cần phải có những cái expiration day. Thứ nhất là để cho giống như Trinh vừa nói là chúng ta biết được để chúng ta đừng có gọi tới ngày tới giờ và tự chúng ta tự xử. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải improve một cái quá trình con người dùng lên. Nếu chúng ta để cái expiration day nó quá dài đó thì người ta sẽ giống như gần như không còn là ADA nữa và cứ kéo dài ra dùng. Điều này Phượng có thể chứng minh rất là cụ thể bởi vì Phượng biết được cái life hack nano này từ 2000, sorry, biết về cái Fatmanet này á, từ bên 2005-2007. Cho nên khi mà Phượng moving và người đau lai của Phượng, lúc trước Phượng vẫn dùng cái này với life hack nano đó, thì khi những cái dòng sản phẩm 2007 cho tới hôm nay là nhiêu 2011 hả, thì mới expiration day hôm 3 tháng vừa rồi, chứng tỏ là hôm lúc trước Fatmanet đã cho một cái expiration day rất dài, phải nói là hàng mấy năm luôn. Có thể lúc đó là cái dòng sản phẩm này đã còn loại high-end, một số người rất ít rất dùng thế nào đó. Thì cái đó là những cái đồ mà mình mua được dự để dự trữ ở trong nhà, không dùng, không uống được do một khoảng thời gian đó. Thì Phượng đem ra thì Phượng được thấy mới expire hôm 3 tháng vừa rồi thôi, mà năm 2007. Ha. Cho nên là các anh chị sẽ thấy rằng là chuyện nó rất là bình thường. Nếu chúng ta có được sự bảo quản tốt thì chúng ta vẫn dùng được, ngay cả ở đây Phượng chỉ nói bằng ý kiến riêng của Phượng thôi, ngay cả medicine cũng giống vậy. Trong medical những người đã cũng có phát định là nếu chúng ta bảo quản những cái medicine tốt, dù là expire sau đó 1 năm hay 2 năm, mình vẫn có thể dùng được. Bởi vì cái expiration day là phải để cho dòng sản phẩm nó lưu thông. Trong kinh doanh của Phượng đó là cần phải làm cho người ta dục bỏ đi, trong kinh tế đó cần phải dục bỏ đi mua cái khác để cho cái dòng sản phẩm và kinh tế của đất nước nó được phát triển. Cho nên ở trong đây cái expiration day gần đây thì Phượng thấy ngay cả Lightech Nano, thì Phượng thấy hồi xưa cái của Phượng 2007 á, nó cũng hết hạn hồi năm vừa rồi. Trong khi đó gần đây chúng ta thấy những cái hộp Lightech Nano mua gần đây á, chỉ có 12 tháng hoặc là 14 tháng là cao thôi, hoặc là giỏi lắm có cái Phượng thấy là 16 tháng. Trong khi đó cái hộp Lightech Nano của Phượng từ hồi năm 2006-2007 tới mới vừa hết hạn giới của cuối năm vừa rồi, thì chứng tỏ nó kéo dài một khoảng thời gian rất lâu, 4-5 năm luôn. À, cái đó là cái những gì mà Phượng có thể chia sẻ cho tất cả các anh chị em chúng ta. Đừng có lo toan nếu như chúng ta được bảo quản rất là đúng cái phương pháp. Và một cái bàn tay nữa Phượng cũng mở luôn là cho Vân Alabama. Mời Vân. Hai Phượng, hai Thị Trinh. Trước hết là thật sự là cảm ơn Thị Trinh với Phượng nhiều lắm cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Rất là quý với Vân bởi vì rất là thú vị Thị Trinh. Rất là thú vị và ấn tượng khi biết được cái định nghĩa của cái chữ Y Tuy. Từ nào giờ mình uống nước giác mình rất là thích, bởi vì với bản thân mình nó giúp được cho cái mắt của mình, mắt của mình khô và hay bị giống như mình ra ngoài đường gió là mắt mình nước mắt sống nó chảy đó. Và làm nail lâu năm thì tiếp xúc với mấy cái liquid nhiều đó, thì đến chiều đến là mắt Vân nó khó chịu lắm, nó bơm, nó gần như là ngày nào mà làm nhiều quá nó bơm chịu không nổi. Nhưng mà từ ngày mà Vân biết được cái GP Vân dùng thì Vân rất là, phải nói là rất là mê, bởi vì nó cải thiện cái mắt của Vân rất là nhiều, cái tình trạng là đỏ với lại chảy nước mắt sống là không còn nữa và bơm cũng không còn nữa luôn ha. Thì rất là cảm ơn Thị Trinh để biết được là GP của mình là xuất xứ cái chữ đó là như thế nào, giống như là rất là do từ cái trái rác ha, từ cái tên, rồi số 3 là do 3 cái ba phòng bác và 3 năm nghiên cứu, rồi 3 cái chất phối hợp lại. Thì để mình chia sẻ một chút xíu là rất là Vân biết là không có giờ nhiều, nhưng mà Phượng có nhớ là cái hôm Vân qua Chicago đó, có An với lại Hân, đúng không? Phượng, Vân, 4 người mình đi ra bữa ăn trưa thì Phượng sắp theo cái chai Di Tùy. Và thay vì mình kêu nước uống bình thường khi mình ăn trưa đó, thì Phượng lấy cái Di Tùy đó, Phượng nói với nhà hàng là cho 4 cái smoothie. Thì rất là ngon quý vị. Nào giờ Vân không hề biết những chuyện đó, cho nên một cái lâu rồi Vân cũng quên đi. Và bây giờ mới nhớ lại là tại sao? Giống như Thị Trinh này nãy nói đó, mình đến nhà ai chơi thay vì mình xách chai rượu hoặc là chai này kia, mình có thể mình xách một cặp GP, mình làm smoothie cho mọi người uống. Wow, đó là ý kiến mà Vân thấy là ngày hôm nay. Cảm ơn Thị Trinh và Phượng đã giúp Vân nhớ lại cái buổi ngày hôm đó. Phượng vẫn nhớ không? Cái ly smoothie rất là ngon, cảm ơn Phượng nhiều lắm. Thì Vân biết là mình hết giờ rồi, cho nên rất là cảm ơn Phượng và Thị Trinh đã cho Vân và mọi người biết được thêm. Thật sự cái dòng sản phẩm GP với Vân thì Vân thấy rất là quan trọng và cần thiết, nên phải chẳng bao giờ bỏ. Bởi vì ngày nào mà mình không có uống được, mình thấy nó thiếu cái gì đó, giống như là mình gần như ghiền rồi đó. Cho nên là cảm ơn Phượng, cảm ơn Kim nhiều lắm, với lại cảm ơn tất cả các anh chị đã có một ngày nay mình có một buổi chia sẻ rất là thú vị và rất là ấn tượng.
Cảm ơn Quân rất là nhiều. Nếu mà nói tới vấn đề mà yêu thích chi tiêu, chắc một bữa nào mình có là một tuần, mình sẽ có một cái kho suốt một tuần với cái món này, cả trẻ em nó cũng tham gia vào nữa, nó cũng sẽ nhảy vào để tham gia để mà nó phát hiểu. Cảm ơn tất cả các chị. Và đây có sư tỷ ơi, sư tỷ đây. Hello. Dạ. Chị Trinh làm cái buổi nói chuyện này hay quá. Nãy giờ chị nghe mê man, không làm được việc gì hết trơn đó. Rất là hay. Ok, sẵn nói về cái expiration day đó, của mấy cái thuốc đó, thì chị có câu hỏi, nhưng mà trước hết là chị nó làm lúc mà cái câu trả lời của Trinh đó, làm cho chị nhớ tới là chị có đọc một cái article ở trên internet, giống như nói về, giống như là có một số mấy giống như có một số người muốn đề nghị lên chính phủ đó, để giống như là để bỏ cái dự cái expiration day ở trên mấy cái thuốc, là tại vì người ta nói là cái đó nó làm phí tổn cái ngân quỹ rất là nhiều mỗi ngày đó, biết bao nhiêu là cái thuốc người ta giống như bỏ vô thùng rác, nhất là những cái thuốc mà giống như tiền chính phủ cho Medicare thì kia nọ đó mua đó, giống như hết hạn rồi bỏ, mà thật sự những cái thuốc đó vẫn còn dùng được. Có thể thêm một năm hai năm nữa, mà giống như là tại vì cái đây nó như vậy là bỏ vô thùng rác để mua cái thuốc mới, thành ra tốn tiền rất là nhiều, thành ra giống như là những người đó họ muốn làm cái đề nghị lên quốc hội để vượt qua, giống như là nói là không, tức là bỏ cái thời hạn nó đi, tại vì cái đó không cần thiết mà nó làm tốn kém ngân quỹ quá nhiều đi thôi. Thành ra chị và cái thi trình nói rất là chính xác, chị nhớ cái article đó chị đọc đó, để hôm nào chị tìm lại cái đó, nó có gì chị gửi cho coi. Nhưng mà chị có cái câu hỏi đó là về cái, nếu mà không biết thi trình có trả lời được không đó, là tại vì ở bên cái ASLOC á, cái bộ ASLOC termination cũng như là element rồi đó, thì cái thời hạn sử dụng của nó rất là ngắn, thường khi mà mình order về đó là nó có khoảng 3 tháng thôi, có nhiều khi mình order tháng 11 mà tháng 2 là nó hết rồi. Serum này kia nọ đó, thành ra giống như mình ở đây đó, mình order mình xài liền thì mình không có ấy lắm, nhưng mà giống như là nhiều khi mình cho người nhà ở bên Việt Nam xài là gì đó, nhiều khi ta nhìn cái đó ta nói ồ, tại cái này sắp sửa hết hạn rồi, tại bên Việt Nam không có quen với xài những cái đồ mà mắc tiền, tại vì những cái bên đây mình hiểu là những cái mỹ phẩm cao cấp đó, nó không có cái chất paraben, nó cái chất mà bảo quản, tại vì cái đó nó có thể làm ung thư da rồi đó, thì khi mà nó không có những cái chất mà những cái mỹ phẩm mà bán bỏ trên mấy cái kệ bán ngoài chợ rồi kia nọ, thì nó có cái chất bảo quản đó thì nó giữ được lâu để nó bán trên ngày này qua ngày kia. Nhưng mà giống như những cái mỹ phẩm mà mắc tiền đó, những người mà người ta có tiền, khi mà ta coi những cái mỹ phẩm nào mà có cái chất bảo quản thì người ta lại không có xài, thành ra cái bộ ASLOC của nó không có cái đó, thành ra cái hạn của nó rất là ngắn, thành ra đó. Ví dụ như bây giờ người ta sợ là người ta nói ồ hết hạn, bây giờ ví dụ tháng 11 hết hạn, giờ tháng 11 tôi xài có sao không, là qua tháng 12, thì cái đó thì Trinh thấy làm sao? Thì để trước khi trả lời câu hỏi đó của chị, em đi ngược lại cái này trước. Cái article chị nói là đúng, nhưng mà em chắc chắn 100% sẽ không thay đổi được cái expiration date, là bởi vì cái lobbyist họ tốn tiền rất là nhiều. Tại thậm chí bây giờ em mở công ty dược phẩm mà không có mất quyền lợi đúng rồi. Em sẽ mất quyền lợi, cho nên nói chung chính phủ Mỹ cũng sẽ không làm, bởi vì họ chính phủ Washington DC những cái lobbyist là cũng phải nhờ những người tài phiệt, những người backup, những người có tiền mới backup cho họ được, cho nên lawmaker sẽ không bao giờ remove cái expiration date. Thì sẵn nói luôn cái thuốc có nhiều người, cho nên giống như gia đình của em thì em khuyên họ là thuốc không có bỏ, là vì em làm ngành của em biết. Tụi em khi mà qua tới QAQC á, tụi em test, biểu tụi nó test thử là trong vòng 2 năm cái liều lượng cái active ingredient vẫn còn hay không, thì tất cả đi là đem về tụi em là trong vòng 2 năm qua, ví dụ tức là tụi em test tới chừng nào không còn liều lượng nữa, giống như khi mà thuốc mà tụi em test là cái thuốc effective dose là bao nhiêu miligram, rồi khi nào uống vào sẽ hư gan, rồi khi nào uống vào dưới đó là sẽ không có công dụng, thì em biết được ok 50 miligram là có công dụng, 1000 miligram sẽ hư gan. Thì giống như expiration date tụi em cũng vậy, là ok test một năm coi còn công dụng giống như mới vừa làm không, công dụng còn y chang, sau 2 năm công dụng còn y chang, sau 3 năm thì công dụng còn 50%, thì cái expiration date của em sẽ là 1.5 năm, tức là tụi lúc nào cũng như trước đó 1.5 năm, tức là tụi em sẽ để là 1 năm, tại vì sau 1 năm vẫn còn công dụng. Tại có nhiều người hạ tiện, người ta bỏ cái 2 năm ra người ta dùng thì vẫn còn công dụng, thì sau đó mình mới bỏ. Cho nên những thuốc mà trong gia đình của em mà giống như Ái Trinh nó xài, nó hay gọi em là xài được không, mình nói không sao hết, là tại em biết là cái lead, tức là cơ mình cái lead hai của mình rất là nhiều, giống như thô thì hồi nãy họ rất gấp, thì không expiration không sao, 1 năm sau cũng là ok, nhưng mà đừng có để quá 10 năm thì that's not good.
À, còn về cái bộ transformation của chị á, thì em cũng có concern, bởi vì nó không phải là ngành special type của em, cho nên khi em thấy cái expression đấy thì em có email em hỏi. À, tại vì về cái da thì em rất là concern vào cái da, thì thật ra em đoán là có thể dùng được, nhưng mà khi em hỏi thì là một năm sau khi expiration của cái bộ transformation vẫn dùng được đó chị Dung. À, còn nếu mà mình kỹ thì thường thường á, công ty nó sẽ gửi ra, nếu mà expiration ví dụ như chị mua tháng 12 mà nó coi cái expiration đấy là tháng 2 thì nó sẽ không gửi cái đó ra, nó sẽ gửi cho chị cái better expiration đấy. Đúng, cái đó thì chị biết, giống như là thí dụ giống như bây giờ đó, mình có cái quyền giống như là thí dụ tháng này là tháng tháng 12 mình order mình order cái bộ age lock, mà nếu mà nó gửi về mà mình thấy cái expiration date đó mà nó dưới 90 ngày dưới 90 ngày thì mình có quyền mình gọi lên, mình return cái đó lại và nó đổi cho mình cái mới. Cái đó thì chị biết, nhưng mà cái câu hỏi là không biết Thùy Tinh có nghĩ là thí dụ giống như bây giờ cái expiration của nó là tháng 12, nhưng mà bây giờ mình cuối tháng 12 mình qua tháng 1 rồi mà mình không, giống như đại khái cái đó mình mua trước nó từ lâu, tức là nó mình để tại lỗi mình để lâu quá, thì bây giờ nếu mà mình xài đó thì nó ok hay là trong một năm ok chị, trong một năm cũng ok, sao trong một năm tức là ví dụ sau cái ngày expiration day chứ phải không? Tức là nếu mình bảo quản tốt. Tức là bộ transformation nếu mà expire 31 tháng 12 chị có thể xài được tới 31 tháng 12 của năm sau. Trong một năm vẫn ok. Tại vì chị muốn mấy xưa biết để nhiều khi mình nói cho người ta, để người ta không có ngại đó. Mình nói dạ dạ. Dạ, cái đó là chị Dung ơi. Chị Dung ơi, em lại có một cái bổ sung một ý kiến giống như vậy, cái này là life experience. Chị có nhớ là lúc lần đầu tiên em có biết được là anh Điên là lúc của đó cuối 08 đầu 2009 không chị, là bộ transformation nó ra đúng không? Đúng là đúng, năm, ok. Là năm 2010. Dạ. Bộ transformation nó ra là năm 2010. Cuối 2009 không chị? Không. Cái World Convention quay. Đúng, cuối 2009 đúng. Cuối 2009, lúc đó là em gặp anh Điên, có nghĩa là cuối 2009, 10 và 11. Trong một trong những cái bộ mà lúc mà tụi em mua được mà giành giật lúc đó đó, tới ngày Expiration Day, tới bây giờ nếu chị còn cái bộ đó chị xài, chị đem ra Expiration Day vẫn over tới ngày hôm nay. Cho nên là cái này ở đây mình chỉ chị em mình chỉ chia sẻ với nhau. Trong cái kho mình thôi ha. Thì thật sự lúc trước cái expiration date của tất cả các dòng sản phẩm của Pharma Net rất dài, rất lâu chị ha. Có thể là do cái nhu cầu của con người của mình gần đây xài, tại vì họ nghĩ rằng là ADR mỗi một tháng thì phải xài hết thì cần gì phải cho lâu, chị hiểu không? Cho nên là bỏ cái expiration date ngắn lại. Cho nên theo em biết được cái gì cũng vậy, để chúng ta bảo quản rất là tốt đó, và chúng ta được quyền xài thì sau đó một năm hai năm. Bởi vì theo em căn cứ lại, tại sao cái bộ đó mà em mua lúc đó tới bây giờ expiration date vẫn còn được như 2 tháng? Nếu anh chị nào có thể có cái bộ transformation trong những ngày đầu tiên nhất á, còn sót lại cái hũ không á, đem ra coi lại đi. Cho nên còn rất là lâu, nhưng mà không biết sao nó gần đây cái thời gian của expiration date nó rất là ngắn lại. Chắc có lẽ nhu cầu của con người xài quá cao, chị biết không? Nó xài quá nhiều cho nên là họ sẽ ngắn lại thôi. Cho nên em nghĩ là mình cũng không có lo toan lắm. Giống như Kinh cũng vừa mới chia sẻ. Dạ. Ok. Rồi, coi như là hôm nay là mình còn thêm bàn tay nữa, không bỏ thì cũng tội đó ha. Có là mặc dù rất dài, kho rất dài. Nè, một cánh tay dơ lên, hàng vạn cánh tay dơ lên, chết rồi. Chị Hòa ở Galaxy đi, cái này là hứa danh dự, là cái này nữa là mình phải ngưng nha. Chị Hòa, tới 10 giờ tới đây làm cái hội phụ nữ luôn. Rồi, mời chị Hòa ở Galaxy đi. Hello? Ôi, mai quá, không có trả lời. Rồi, chào tất cả các anh chị em nha. Hôm nay là ngày hôm nay, cảm ơn Trinh rất là nhiều. Nhân vào dịp của cái kho này ở cuối năm thì chị Phượng đại diện cho tất cả các anh em thành viên ở trong Nu Việt. Cảm ơn Trinh rất nhiều. Cảm ơn về những cái sự cống hiến cũng như sự đóng góp của Trinh đối với cái team Nu Việt. Và cũng cảm ơn tất cả các anh chị em ở trong Conference Call ngày hôm nay, cũng giống như tất cả các anh chị em trong Nu Việt đã góp phần, góp sức, cũng giống như những cái vấn đề testimonial, những cái kiến thức, những cái sự chia sẻ để cho team Nu Việt của chúng ta có đầy đủ những cái information để mà có thể dùng nó giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh của chúng ta, để cho tất cả chúng ta đều được khỏe, trẻ, đẹp. Thì nhân dịp vào cuối năm thì sắp sửa năm mới, thì Phượng cùng với Trinh trong chương trình kiến thức ngày hôm nay cầu chúc cho tất cả các chị em của chúng ta
một năm mới sẽ được khỏe nè, trẻ nè, đẹp nè, thành công và phát tài. Một lần nữa Phượng Hoài Trinh cảm ơn tất cả các anh chị em. Wow, hôm nay cảm ơn Trinh với Phượng rất là nhiều nha. Hôm nay cái buổi nói chuyện quá dài nhưng mà quá hay. Thành ra thấy nó vẫn là quá ngắn. Dạ dạ. Nước gấc á, bây giờ đi làm quà tặng là nước gấc em. Nước gấc á, bây giờ đi làm quà tặng là nước gấc em. Nước gấc á, bây giờ đi làm quà tặng là nước gấc em. Nước gấc á, bây giờ đi làm quà tặng là nước gấc em. Nước gấc á, bây giờ đi làm quà tặng là nước gấc em. Nước gấc á, bây giờ đi làm quà tặng là nước gấc em. Nước gấc á, bây giờ đi làm quà tặng là nước gấc em. Nước gấc á, bây giờ đi làm quà tặng là nước gấc em. Nước gấc á, bây giờ đi làm quà tặng là nước gấc em. Nước gấc á, bây giờ đi làm quà tặng là nước gấc em. Nước gấc á, bây giờ đi làm quà tặng là nước gấc